chị em, tôi xin chính thức giới thiệu với anh chị em cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, nguyên là giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Hiện nay ngài đang là thư ký của Ủy ban Nghệ thuật Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài đến với chúng ta từ Sài Gòn, ngài mới đến đây chừng độ 15 phút trước giờ tòa đàm này. Giờ con xin mời cha. Các cha, cảm ơn cha Du Xe Đỗ Đình Tư và từng cha linh hương của Tổng đoàn Giang Phong Lô 2. Xin kính chào tất cả quý ông bà, quý anh chị em. Đặc biệt là các anh chị có những tác phẩm tham gia trong cái buổi triển lãm này. Lời đầu tiên có thể nói rằng là cùng với lời chào thì trước hết là lời nói sao nhỉ, nói cái là lời xin lỗi vì quỹ thời gian của tôi nó không được nhiều, cho nên công việc nó cứ sắp xít xít như vậy đó. Chiều mai thì tôi có cái cuộc giao ban hàng tuần về công trình của Vương cung Thánh đường La Vang, cho nên buộc trưa ngày mai tôi phải có mặt ở lại Sài Gòn. Và cái công trình đó thì chắc là một số quý vị đã biết là nó cũng thuộc quan trọng, vâng, cho nên cái việc mà bám theo công trình rất là nặng nề. Cái thứ hai đó là tôi cũng không thể ngờ rằng mặc dù khi vào Sài Gòn thì cha Du Xe đã chia sẻ với tôi về cái buổi triển lãm này, nhưng thật sự tôi cũng không ngờ rằng là cái cuộc đáp ứng và cuộc tham dự nó đông đảo và nó lớn lao thế này. Tôi xin thú thật là kể từ khi tôi làm việc ở trong Hội đồng Giám mục Việt Nam với tư cách là thư ký của Ủy ban Nghệ thuật Thánh từ năm 2000 đến giờ, tôi là 18 năm nay rồi, chưa bao giờ tôi có một cuộc triển lãm ở Sài Gòn trong giới Công giáo mà được đông đảo người đến tham dự, và số lượng tranh thì có thể là ngang bằng nhau hoặc là trong Sài Gòn có thể hơn, nhưng mà cái lượng người đến tham dự và có một buổi họp mặt nghiêm túc thế này thì gần như là không có. Cho nên có thể nói là đầu tiên là tôi choáng ngợp chứ đã. Cái thứ hai nữa là cái kỹ thời gian nó đến nó trễ như vậy, ít như vậy, cho nên tôi cũng không có giờ để có thể chiêm ngắm được tất cả những cái công lao, những cái tác phẩm nghệ thuật của anh chị em mà chúng ta biết rồi. Người nghệ sĩ chúng ta thì tác phẩm là một đứa con tinh thần, mình trân trọng nó biết chừng nào. Ai mà có một cái thái độ nào đó tôi nói là xem thường, chứ đừng có nói chuyện đấy xúc phạm cái tác phẩm của mình nữa, thì quả thật đó là một sự xúc phạm và làm tổn thương người nghệ sĩ rất là lớn. Chúng ta còn nhớ vừa rồi có 2-3 người ca sĩ cũng khá nổi tiếng ký tên lên trên một cái bức tranh, mà cái đó nó tạo một sự xúc phạm không chỉ cho cá nhân tác giả đó nhưng mà còn cho cả giới nghệ sĩ chúng ta. Và có thể nói rằng là thôi thì Chúa dạy tha thứ, nhưng mà nó đau, nó làm cái tổn thương lớn lắm. Tổn thương lớn của những con người. Cho nên nếu mà tôi đến đây rồi nói chuyện, thưa chuyện với anh chị em mà đi lướt qua một đoạn thì đúng là một cái điều gì nó coi thường và nó làm cho các anh chị buồn. Cho nên tôi xin lỗi các anh chị nghệ sĩ có cái tác phẩm để ở đây, tha lỗi cho tôi trong cái sự thiếu sót này. Ước mong rằng là cái tấm lòng và nhiệt tình của các anh chị đóng góp cho công việc chung của giáo hội, cho nền mỹ thuật nước nhà và lòng quảng đại của các anh chị sẽ tha thứ cho tôi trong cái thiếu sót đó, và chúng ta sẽ còn cùng đi với nhau. Tôi cũng bày tỏ niềm vui mừng là hôm nay là một bước khởi đầu để tôi có thể tiếp cận được với giới nghệ thuật miền Bắc. Trước đây thì tôi có làm việc với một số vị, ví dụ như là ông kiến trúc sư Nguyễn Tấn Phạm là thứ trưởng Bộ Xây dựng chẳng hạn, thì tại vì trong cái lĩnh vực nghề nghiệp xây dựng tôi có được dịp gặp gỡ ông. Nhưng mà rồi thì nói thật là sắp tới đây tôi sẽ có một cuộc tọa đàm về cái quần thể của La Vang, tức là 15 mầu nhiệm Mân Côi ở đằng trước, rồi cái linh đài và cái tháp cổ, thì tôi có mời một số các cái giáo sư, 2-3 giáo sư của miền Bắc và
vào tham dự với chúng tôi trong buổi tọa đàm đó. Thì hôm nay là đúng là một cái gì hoàn toàn là một ân huệ, một cái ơn Chúa ban cho tôi là được dịp tiếp cận với anh chị em nghệ sĩ miền Bắc. Cách đây vài tháng tôi có nhận được một cái lá thư của một số anh chị em họa sĩ và kiến trúc sư, nhưng mà họ tập trung ở dưới Thái Bình, Công giáo, họ cũng muốn được tiếp cận với chúng tôi và tôi cũng rất là mong muốn được tiếp cận với họ. Nhưng mà không ngờ cái việc thông tin từ cha du xe chậm hơn họ, nhưng mà lại tôi đã được tiếp cận trước. Tôi chỉ mong ước và tạ ơn Chúa là hôm nay sẽ là một cái cầu bắt đầu, tôi được dịp gặp gỡ các anh chị nhiều hơn, đồng hành với nhau nhiều hơn và cùng nhau xây dựng một cái nền mỹ thuật Công giáo cho giáo hội Việt Nam và đóng góp vào mỹ thuật chung của nước nhà mình. Trong cái đề tài đó thì cha du xe cũng như ban tổ chức muốn tôi chia sẻ một chút về nghệ thuật thánh, thế nào là nghệ thuật thánh, và đằng sau đó thì chắc là muốn nói về cái nghệ thuật thánh của giáo hội Công giáo Việt Nam. Thì như tôi vừa sám hối đó, là tôi hoàn toàn bị xa lạ với giới nghệ thuật miền Bắc. Tôi lớn lên, tôi sinh ra miền Bắc thật, nhưng mà di cư vào Nam rồi lớn lên ở miền Nam, học tập ở miền Nam. Đúng là tôi cũng chỉ là một người ngoại đạo trong giới nghệ thuật, và tôi bị đưa đẩy vào làm nghệ thuật. Tôi học về xây dựng cả, học về xây dựng. Thế rồi sau năm 90 tôi lãnh sư vụ linh mục xong thì tôi nghĩ rằng là thôi thì mình sẽ miệt mài với cuộc đời người linh mục, với sứ vụ của nhà dòng hội thánh trao cho. Nhưng mà không ngờ là năm 90 là cái năm mở cửa, cho nên các nhà thờ lại bắt đầu sửa sang, lại xây dựng. Quê tôi thì ở Nam Định, ngay lập tức tôi được mời về Nam Định để vẽ nhà thờ. Rồi ngay lập tức một loạt các nhà thờ ở trong Nam thì tôi được tham dự vào. Thế là tôi bước chân vào trong lĩnh vực nghệ thuật lúc nào không biết. Nói như vậy để nói rằng là ở lĩnh vực nghệ thuật tôi là học trò của các anh chị nghệ sĩ, và tôi phải vừa làm vừa học. Đến ngày hôm nay thì cái ước ao của đời tôi là làm một công trình nào đó dâng kính Đức Mẹ. Thì không ngờ rằng năm 1998 tôi được giao làm cái lễ đài La Vang kỷ niệm 200 năm. Và kể từ đó tôi bị Đức Mẹ bắt cóc luôn, và tôi thuộc về La Vang kể từ ngày đó. Và bây giờ cái công trình có thể nói là Đại Giáo Đường Vương Mung Thánh Đường La Vang là một cái công trình rất là nặng nề. Mà tôi tạ ơn Chúa là vì khi tôi công tác ở đấy thì tôi lại được học những kiến trúc sư, những điêu khắc gia hàng đầu của miền Nam. Những thầy Bùi Hải Sơn, những thầy Mai Quế Vũ, những thầy Nguyễn Quang Cảnh. Tôi khám phá ra rằng ở trong cái lĩnh vực nghệ thuật, ít nhất là trong miền Nam, lại có một đông đảo hàng ngũ các nhà nghệ sĩ chân chính. Tôi sống với họ mấy năm nay rồi, tôi có thể xác nhận như vậy. Rất chân chính và vì nghệ thuật mà là người Công giáo, cái hội đồng nghệ thuật mà Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật Thánh bổ nhiệm đó, và dĩ nhiên là tôi đề cử, thì 7 vị trong đó 6 vị là Công giáo, có 2 người nữ tu là thạc sĩ về mỹ thuật và đang giảng dạy ở Đại học Hồng Bàng. Chúng ta thấy có vốn, cái số vốn rất là lớn, cái số vốn cho giáo hội Công giáo của chúng ta về lĩnh vực nghệ thuật rất là lớn. Nhưng mà ngược lại thì có thể nói đóng góp về nghệ thuật của giới Công giáo lại rất là lẻ tẻ. Ở trong đó thì có một cái nhóm gọi là Dominic Art, cứ mỗi năm vào mùa Giáng sinh họ làm được khoảng gần 10 năm nay rồi, là có những buổi triển lãm về hội họa và điêu khắc. Nhưng mà anh trưởng nhóm đó, anh Hải, anh giờ lớn tuổi anh quy tụ được rất nhiều, nhưng mà lại là những cái tay mà những cái bức tranh nó còn rất là đơn sơ, những tác phẩm rất là đơn sơ. Tôi ủng hộ hết sức, là bởi vì nếu không có những cái cuộc đó thì sẽ không sản sinh ra những họa sĩ lớn, những nhà nghệ sĩ lớn. Còn ngược lại, những nhà nghệ sĩ lớn thì hiện nay cũng hình như không có đất để dùng vỏ. Tại vì một nhà thờ người ta làm một bức tượng,
thì cha xứ đặt là tôi làm bức tượng Đức Mẹ La Vang, thì cái tượng như thế này là anh làm đúng với tôi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tôi đi thuê một anh nghệ nhân, anh đục một lúc ấy, rẻ tiền hơn là mời một điêu khắc gia. Vì một điêu khắc gia đầu tiên là không bao giờ họ đi làm lại một bức tượng mà đã có mẫu sẵn, phải để cho họ suy tư, để cho họ sáng tác. Sáng tác ở trên giấy đã đành, sau đó sáng tác trên đất 3D với cái tỷ lệ 1:1, rồi từ đất họ mới sang composite, từ composite họ từ viết sang thạch cao, từ thạch cao họ mới sang composite, từ composite họ mới đi sang đá, ví dụ vậy, hoặc là sang đồng, hoặc là sang các cái chất liệu khác, nhiều công đoạn thì rất là tốn kém, thì không ai, không cha xứ nào giống như chúng tôi đi làm nhà thờ vậy đấy. Thì cứ các cha cứ phần đông các cha cứ đi tìm nhà thờ nào hay chụp hình bãi về anh vẽ vậy cho tôi, tức là đi tìm thợ vẽ chứ không phải đi tìm kiến trúc sư để sáng tác. Mà kiến trúc sư nào muốn kiếm được sống nhất thì phải vẽ theo ý của ông cha, đó là cái tôi bỏ tiền đó. Cái đó nó làm cho cái nền nghệ thuật nói chung và riêng trong lĩnh vực kiến trúc là tôi đã lăn lóc trong đó mấy chục năm nay rồi, không lên được. Là bởi vì cuối cùng những tác phẩm đó là những tác phẩm của những cá nhân và của những cái nhóm, chứ không phải là những tác phẩm nghệ thuật. Và vì thế có lẽ đó là một trong lý do giải thích làm sao đó là cái nghệ thuật công giáo của chúng ta để có những cái đóng góp lớn thì không có. Thế trong Nam chúng tôi có một cái kinh nghiệm thế này là năm 1975, sau khi mà đất nước của chúng ta thay đổi thì cái giới nghệ sĩ, những bậc thầy như là Trọng Nội hay là kia đó thì kể như là không có việc làm. Và lúc đó cha Hiệp, vâng ạ, cha Hiệp, Trần Thái Hiệp, giám đốc Đại chủng viện Sài Gòn, ngài yêu nghệ thuật và ngài đặc biệt là yêu nghệ thuật công giáo. Thế ngài giúp ông này một bao gạo, ngài giúp ông kia một ít muối, ít đường. Thì các nghệ sĩ đó họ vẽ, họ chỉ cần có gạo họ sống để họ vẽ thôi. Và họ đem tranh họ biếu ngài. Lúc đó chẳng ai nghĩ đến tranh cả. Vâng, cái tâm lý của người Việt Nam chúng tôi lúc đó không ai nghĩ đến tranh cả. Có được một cái hạt gạo để mà độn vào với bo bo để mà ăn, đó là một điều mừng rồi. Thì cái chuyện tranh là cái thứ cực kỳ xa xỉ. Thì những người nghệ sĩ đó họ đem vào đến họ biếu. Họ bây giờ cha cho họ gạo, họ ăn, họ vẽ, họ biếu. Cứ vậy. Và không ngờ cái sưu tập của ngài bây giờ người ta đánh giá khoảng trên 10 tỷ. Bởi vì những bậc thầy đã sáng tác trong những thời điểm cực kỳ khó khăn rồi. Thì Chúa làm những cái chuyện như vậy. Bây giờ thì thú thật, thế hệ chúng tôi là thế hệ tiếp nối, không có được một tấm lòng và không có cơ hội để mà làm điều đó. Mặc dù tôi ao ước rất là nhiều. Tôi nói như vậy để cùng với lời sám hối tôi muốn chia sẻ một cái hoàn cảnh. Muốn duy trì và phát triển một cái nền nghệ thuật thì trước tiên là phải có đào tạo, sau đó phải có sáng tác, sau đó phải có trưng bày, rồi sau đó phải có lưu trữ. Cả bốn cái công đoạn này chúng ta không có, giới công giáo chúng ta không có. Tại như tôi vừa trình bày đó, chúng ta không đào tạo nghệ thuật thanh, chúng ta không tổ chức cho họ sáng tác. Bởi vì tôi đặt hàng nghệ nhân đục hay hơn là tôi chúng ta không tổ chức cho họ sáng tác, chúng ta không yêu cầu họ sáng tác. Cho nên khi mà thi vẽ một cái nhà thờ La Vang ấy, là xin lỗi, các kiến trúc sư công giáo lúng uống cả, bởi vì bắt đầu bước chân vào sáng tác. Còn lúc trước thì còn cứ vẽ như vậy cho tôi, thậm chí vẽ một chân thì lại hơi cha không muốn, cha muốn thay cái cột này. Rồi trưng bày chúng ta hoàn toàn, đây có lẽ đây là buổi triển lãm đầu tiên của miền Bắc, chúng ta không có trưng bày. Nếu chúng ta không triển lãm, không trưng bày thì lấy đâu để cho các nghệ sĩ người ta có cái nơi để mà người ta trưng bày. Và lưu trữ còn tệ hơn nữa, các nhà điêu khắc không tìm được một chỗ lưu trữ, làm tượng ra xong bây giờ cũng đi thuê chỗ để mà chữ đồ, chữ tượng, mua tượng là gần như không có rồi. Dựng là gần như không có rồi, chưa kể đến nói không phải nói xấu chế độ, nhưng mà chưa kể đến cái chuyện mà tổ chức các cái trại của công cộng thì đúng là
cũng phải trong một cái đường dây nào đó, chứ không phải là ai cũng có thể bảo làm tượng được. Mà coi khi làm tượng trưng bày thì nó có cả một cái nhà thầu của nó chứ, các nghệ sĩ cũng không thò tay vào đấy được. Vâng, thưa các anh các chị, cho nên có thể nói rằng là chúng ta không tạo điều kiện và không có điều kiện cho các nghệ sĩ công giáo sáng tác. Thì nghệ thuật thì thôi thì tôi không dám múa rìu qua mắt thợ của các vị ở đây, nhưng mà nó đóng vai trò không những diễn tả cái đẹp, nhưng mà còn đóng vai trò đào tạo định hướng cho xã hội nữa. Mà khi chúng ta không có hoạt động nghệ thuật công giáo là chúng ta bị kẹt cứng trong cái vai trò định hướng cho cái xã hội công giáo, cái cộng đồng công giáo chúng ta. Chúng ta thấy rằng là một bức ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp, như anh Quynh vừa nói thôi đó, anh nói rằng cái đó rất hay, làm sao mà có thể phổ biến được. À, thì một bức ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp, anh em chúng tôi đã có nhiều dịp được học hỏi về thần học cũng như là về nghệ thuật, mỹ thuật của cái bức tranh đó. Chúng tôi cũng đã in cả hàng chục cuốn sách nghiên cứu, và các cuốn sách nghiên cứu đó chúng tôi dịch từ các tác giả ở nước ngoài, những nhà phê bình nghệ thuật. Thì riêng cái bức họa Đức Mẹ Cứu Giúp mà chúng ta thấy, mà chúng ta đặt ở đền thờ đây này, người ta bảo đó là một quân phúc âm. Tức là chỉ một đường nét, chỉ một cái màu sắc thôi, diễn tả cả một tư tưởng thần học trong đó. Tôi nói thí dụ như là ánh mắt của mẹ, diễn tả một cái thần học đó. Rồi, cái đôi dép của Chúa Giêsu bị tuột ra một cái, nó cả là cái màu nhiệm nhập thể mà có thể nói các cha anh em linh mục chúng tôi triển khai có khi cả đời không biết được một cái màu nhiệm. Một cái màu áo đỏ của Chúa Giêsu, một cái màu áo xanh của Đức Mẹ, một cái nền vàng của bức tranh ấy. Đó, một tác phẩm nghệ thuật đến nơi đến chốn như là cái bức icon Đức Mẹ Cứu Giúp, nó là một cuốn tin mừng, một cuốn phúc âm diễn tả thần học trong đó, và nó hướng dẫn đời sống đức tin của người ta. Không tin thì đền thờ này cả đây đã hơn 60 năm, 90 năm. Các cha bao nhiêu đời ở đây giảng dạy về bức tranh này không hết lần. Không hết lần. Các bà, các cụ đi mỗi thứ bảy kính Đức Mẹ, lần nào cũng thấy như là một bài giảng mới về bức icon này. Nó cuốn hút, mà có thể nói rằng là một bức tranh cuốn hút không những chỉ là tâm lý mà kể cả đời sống thiêng liêng của mình. Thì cái đó gọi là nghệ thuật thánh. Cái đó gọi là nghệ thuật thánh, không phải chỉ diễn tả cái đẹp, nhưng mà nâng đẩy người ta, định hướng cho người ta đi tới. Tôi nhớ không biết là khoảng thập niên 80 mấy 90 ấy, ở trong Sài Gòn lúc đó nó có cái phong trào là cứ chỗ nào cũng rác gạch men, chỗ nào cũng rác gạch men. Thế khi họ mở cái con đường Huỳnh Văn Bánh rộng ra thì các nhà mặt tiền họ rác gạch men hết, họ rác gạch men hết. Thì cái giới kiến trúc của chúng tôi nói rằng là đi giữa đường Huỳnh Văn Bánh tưởng như mình đang đi ở giữa nhà vệ sinh. Đấy, nó định hướng cái cách sống đấy. Nó định hướng cái cách sống. Hoặc là khi mở cái con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, giới quy hoạch ở Sài Gòn đã không chỉ đạo được cái hướng xây dựng màu sắc cũng như là hình khối, để rồi bây giờ chúng ta đi một con đường gọi là con đường trục lộ chính của cái thành phố Sài Gòn, mà hai bên nó lổm nhổm không ra làm sao cả. Và khi nó lổm nhổm như vậy đó, thì cái người dân sinh sống ở trong đó, cái tâm lý nó lổm nhổm theo, nó không ngăn nắp. Nghệ thuật là vậy. Nghệ thuật không phải chỉ là tái tạo lại một không gian để gây một cảm xúc, nhưng mà là định hướng và mang cái cách giáo dục đào tạo. Thế thì đến đây thì một lần nữa phải trở lại, xin phép các đức cha, nếu mà các đức cha có xem đoạn phim này hoặc là có nghe nói, thì cái chỗ này nói thật là giáo hội mình cũng lại chưa lưu tâm đủ. Thì chúng ta biết rằng là sau năm 75 thì lúc đó qua một thời kỳ khó khăn thì Hội đồng Giám mục Việt Nam mới bắt đầu mới dần dần thành lập. Thì cái ủy ban đầu tiên mà Hội đồng Giám mục Việt Nam phải lo lập đó là những ủy ban rất quan trọng, giáo lý này, đào tạo chủng sinh này, ủy
ban giáo dân rồi ủy ban dân, cái ủy ban nghệ thuật thánh là cái ủy ban người ta nói gọi là cơm thừa cái cạnh cạnh, cơm thừa cạnh cạnh, cho nên không mấy được quan tâm, bởi vì phải lo việc dạy giáo lý, phải lo việc đào tạo, phải lo các vấn đề rất là quan trọng của hội thánh, nó thiết thực. Cho nên cái việc mà nghệ thuật công giáo của chúng ta vẫn để trôi nổi, đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc, cứ để trôi nổi, mạnh đâu người ta làm. Tôi có dịp được đi Hoa Kỳ hoặc đi các nước phương Tây để tham khảo về cái cách tổ chức của các giáo hội, thì cái việc nghệ thuật thánh không thể trao một cách trôi nổi được, mà cái ủy ban nghệ thuật thánh của mỗi địa phận người ta nắm cái quyền này, và người ta các giáo xứ khi có nhu cầu, khi người ta xét nhu cầu và xét được khả năng tài chính thì người ta cho phép làm, và chính ủy ban đó làm, giáo xứ chỉ là chìa khóa trong tay, chứ cha xứ và hội đồng giáo xứ không có quyền gì trong đó hết, chỉ có một cái quyền duy nhất thôi là xin làm và chứng minh rằng có khả năng tài chính để trả nợ, thế thôi. Còn lại là văn phòng của ủy ban nghệ thuật thực hiện hết từ đầu đến cuối, từ việc thi thiết kế đến việc chọn thầu cho đến việc thi công, cuối cùng chìa khóa trao tay. Cùng lắm là cha xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ được tham dự vào vai trò giám sát. Rồi vì vậy như thế đó, nó cái công việc tổ chức nó ngăn nắp, và những ngôi thánh đường ra đời nó vào quy củ của nó. Còn đây chúng ta thấy là hiện trạng, tôi xin phép được nghiêng về kiến trúc một chút tại vì nghề nghiệp của tôi. Chúng ta thấy là nhà thờ của chúng ta khá lộn xộn, còn không biết là tôi chưa được, tôi cảm ơn tiến sĩ Thông có tặng tôi cuốn sách này, tôi chưa được dịp đọc. Nhưng trong đây là ông đề cập đến vấn đề văn hóa, ảnh hưởng văn hóa và cái những đóng góp tích cực của văn hóa công giáo cho văn hóa Việt Nam. Chúng ta công nhận rằng là cái ngôi nhà thờ tháp chuông cao cao, tiếng chuông nhà thờ nó đã đi vào văn hóa Việt Nam, nó lại đi vào văn hóa Việt Nam và nó trở thành một cái hình ảnh, một cái ngôn ngữ, một cái âm thanh khá thân thương với người Việt. Nhưng mà bảo rằng hài lòng chưa, thì thưa tiến sĩ Thông cũng như quý ông bà các anh chị, tôi vẫn còn rất là trăn trở chuyện này. Bởi vì nghệ thuật thánh của phương Tây đã làm phát sinh và đóng góp cho nền văn hóa tiến bộ của phương Tây trong thời kỳ Trung cổ, thời cổ Trung cổ và kể cả hiện đại. Nhưng mà đặt vấn đề lại, nghệ thuật thánh của Việt Nam đã đóng góp gì cho cái văn hóa Việt Nam này? Thì theo cá nhân tôi xin hết sức dè dặt để nói rằng là khá khiêm tốn. Bởi vì tất cả các nhà thờ và hình ảnh của chúng ta hiện nay họa lại của phương Tây, mang văn hóa phương Tây vào đây nhiều hơn. Thế chúng ta nói đến Đức Mẹ, chúng ta nói đến Giuse là tự nhiên trong đầu ta hình thành hết những loại đó. Nói đến nhà thờ là hình thành cái nhà thờ theo kiểu gô tích như vậy. Và làm một cái nhà thờ nào đó nó khác hình ảnh gô tích, ít nhất là Baroque hoặc là Roman, thì hầu như là dư luận không chấp nhận. Cái đó đâu là nhà thờ, cái đó là nhà chùa. Nhưng mà giáo lý nhà Phật vào Việt Nam, họ mang cái giáo lý vào, nhưng mà họ không mang cái chùa ở Ấn Độ vào. Họ vào, họ lấy cái ngôi đình là cái nhà chung của cộng đồng người Việt, họ thờ vào. Và thậm chí là Quan Thế Âm Bồ Tát là người Nam, và khi họ vào tới Việt Nam thì họ theo cái đạo mẫu của người Việt Nam để trở thành bà Quan Thế Âm Bồ Tát, cái bà Phật mà gọi là lòng từ bi đó. Từ một người Nam mà họ vào, họ hội nhập vào với văn hóa đạo mẫu. Chúng ta nhớ là văn hóa Việt Nam mình là mẫu hệ nhé, mẫu hệ. Thì họ đã lấy ngay cái mẫu hệ của mình để trở thành bà Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải là ông Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi nhà sư
bình thường họ mặc áo bà ba. Tôi muốn hỏi các bạn trẻ rằng là khi lên sân khấu muốn diễn tả cái một cái bức tranh đồng quê thì các bạn cho các bạn nam mặc đồ gì? Mặc đồ bà ba. Thế tại sao các cha mà mặc áo đồ bà ba thì bị phát biểu nghe một câu là cha mặc áo thầy chùa? Nghiễm nhiên tay giao cái ngôi đình và cho tay giao cái áo của người dân tộc chúng ta cho bên nhà Phật. Chúng ta mang giáo lý đạo Công giáo từ phương Tây vào, chúng ta mang cả cái văn hóa, cả cái nhà thờ vô tích của phương Tây vào. Và chúng ta phê bình cho bằng được nếu mà không làm theo kiểu vô tích. Đáng khi đó, định nghĩa của kiến trúc là gì? Tái tạo một không gian mới, tái tạo một không gian để nơi đó diễn ra các sinh hoạt của con người. Yêu thương, làm việc, lao động, học tập, cầu nguyện, chẳng hạn như thế. Tái tạo một không gian, tái tạo một không gian trong một cái không gian chung. Gothic là một ngôn ngữ kiến trúc trong một không gian của vùng ôn đới, vùng đang khi đó chúng ta là vùng nhiệt đới gió mùa, và cha ông chúng ta đã tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm để có thể xây dựng đến một cái không gian thích ứng với nhiệt đới gió mùa. Ta lại không chọn cái hành lang. Chúng ta thấy nhà thờ đấy nhá, nếu mà không có cái mái này thì rõ ràng là mưa và nắng nó quét hết vào cái cửa, hư hết cửa. Sở dĩ ở bên phương Tây người ta không có hành lang hai bên là bởi vì họ mưa rất là ít, họ nắng rất là ít. Và chúng ta cần cái hành lang để gì? Đến mùa đông gió thổi đi qua cái hành lang đó, cái trái nhà đó, thì cái không khí nó ấm lại, nó vào nhà. Mùa hè hơi nóng ở ngoài thổi qua cái hành lang đó, nó làm mát lại, nó vào nhà. Cha ông mình đã tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm của cuộc đời, bao nhiêu thế hệ để mà làm đến một cái ngôi nhà đó, chúng ta từ chối. Cho nên đứng về phương diện hội nhập văn hóa đó, khi chúng tôi thiết kế và làm việc tại đền thờ La Vang ấy, chúng tôi bị trăm điều cay đắng về múa rìu dư luận. Nói giống như cái chùa. Tất nhiên để đi sâu vào văn hóa nữa, tôi xin phép xin lỗi tiến sĩ Thông, đi sâu vào văn hóa nữa thì vấn đề không phải là cái mái tông hay là cái ngói mới là Việt Nam, mà chúng ta phải tìm ra đâu là tinh thần của người Việt. Và cái bức tượng, cái bức họa hay là cái ngôi nhà thờ, nó phải lột được cái tinh thần của người Việt. Chứ nếu mà chúng ta chỉ bám vào những cái mái cong, phải mái ngói, đầu đao, đó chúng ta nệ cổ, chúng ta hoài cổ. Ngày hôm nay không còn thấy một người phụ nữ nào mà thắt khăn mỏ quạ, mặc áo tứ thân chạy xe tay ga ngoài đường cả. Nhưng mà cái đẹp của cái áo dài đó, nó không thể mất được. Và nó phải là cái áo dài mới là cái áo của người Việt Nam. Đó không ạ? Cho nên chúng ta chỉ bám vào cái nhà thờ gọi là mái cong đầu đao á, thì người ta sẽ bảo chúng ta sẽ là thuộc lại nệ cổ ngoài cổ các anh chị. Nhưng mà chúng ta phải tìm được cái văn hóa Việt Nam trong kiến trúc, trong điêu khắc, trong hội họa, nó là cái gì, cái tinh thần nó là cái gì. Và một ngôi nhà, tôi lại xin phép nói nhiều về nghệ thuật kiến trúc, nó phải lột tả được tinh thần đó, chứ không phải là mái ngói đầu đao. Cái đó là cái mà chúng ta còn phải, cái giới nghệ sĩ chúng ta còn phải tiếp tục tìm kiếm để mà làm điều này. Còn bằng không, chúng ta lại vẫn cứ để cho cái nền nghệ thuật của thánh của chúng ta, nghệ thuật công giáo của chúng ta nó trôi nổi. Đứng về phương diện này ấy, thì cái nghệ thuật âm thanh, tức là thánh nhạc ấy, lại được đánh giá cao. Tôi có dịp được gặp gỡ và tiến sĩ Trần Văn Khê, được sống với ông rất là thân trong một thời gian mấy năm trời, ông quý tôi lắm. Và hàng tuần ông có một cái buổi gọi là biểu diễn và diễn thuyết về nhạc cụ dân tộc ở trong căn nhà của ông ở chỗ gần bệnh viện Ung Bướu đó. Thì cái biệt thự đó là chỉ khoảng 50 chỗ thôi, ông cho tôi hẳn một cái vé để vào, muốn chiều thứ bảy nào vào cũng được hết. Bây giờ thì ông Quang là con của ông tiếp tục điều đó.
ông quý tôi lắm và ông nói tôi thế này. Tôi đã đi khá nhiều nơi trên thế giới, tiến sĩ Trần Văn Khê chắc là quý vị biết đấy. Tôi đã dạy ở rất nhiều các trường đại học, nhưng mà có một lĩnh vực mà tôi chưa dám và tôi còn nợ nhân loại, đó là nói về thánh nhạc. Tôi chưa bước chân vào thánh nhạc. Thì ông bảo là tôi gặp linh mục tôi mừng lắm, bởi vì linh mục là người sẽ, tại vì tôi có mời ông, thì ông bảo linh mục là người mở cửa dẫn tôi vào trong cái khung trời thánh nhạc. Tôi có trao cho ông một loạt những cái tác phẩm âm nhạc của giới Công giáo Việt Nam. Sau khi ông xem qua thì tôi có mời ông một buổi nói chuyện với giới Công giáo ở dưới Kỳ Đồng. Thì ông nói thế này, ông bảo ngạc nhiên hết sức là giới Công giáo Việt Nam đã sử dụng cái âm giai ngũ cung của người Việt một cách tài tình và đi đến chỗ tuyệt diệu. Tuyệt diệu cho đến chỗ ông nói rằng là ông lạ lùng hết sức về cái, và bắt đầu ông sướng âm những một số các bài hát. Tất nhiên là ông không thuộc lời nhưng mà ông sướng âm. Và ông đánh giá hai tác giả đương đại bây giờ của mình này là đã đẩy cái âm nhạc, cái màu sắc Việt vào trọn vẹn và có thể nói là hoàn mỹ trong thánh nhạc. Đó là cha Kim Long và thầy Nguyễn Đình Diện Francisco. Thì nếu mà tới tính này thì về nghệ thuật, so với nghệ thuật âm thanh ấy, thì đúng là nghệ thuật về tạo hình của mình thua xa lắm. Mặc dù trong quá khứ miền Nam chúng tôi chỉ biết một số những cái bậc thầy mà giờ các ông đã qua đời hết rồi trong miền Nam. Sau này thì cũng có, nhưng mà đấy như tôi thưa, có thể với cái hiểu biết rất là hạn hẹp của tôi thì rõ ràng tôi cũng chưa tạo được những cái điều kiện như là cha Du Xe ở đây để mà thực hiện. Tại vì cha Du Xe thực hiện rồi, cái anh chị cộng tác với ngài biết rồi đó, tạo dựng một cái buổi triển lãm này tốn kém lắm cơ. Nói cái chuyện mà đi mua cái khung rồi thôi, hoặc là đi thuê không cũng là chết già rồi, chưa nói phải đi tìm một cái chỗ nào để có thể, một cái vị trí nào để có thể triển lãm được. Rồi chưa kể đến cái chuyện mà triển lãm đó thì mình chọn cái công chúng xem là ai. Nhà thờ thì có đất, nhưng mà hỏi đến thì các cụ cứ nói là cho triển lãm trong tuần, nhưng thứ bảy nhật vừa đấy, thứ bảy nhật ngày lễ. Hôm thứ tư nó tôi bảo, ủa thứ bảy nhật ở đây cho không? Cha tôi bảo có xin được. Đây là một trong cái họa hiếm mà thứ bảy chủ nhật được triển lãm nhé. Tại vì để coi, nếu mà thứ bảy và chủ nhật thì dân chúng sẽ ngồi đầy chỗ này, không còn chỗ nữa mà. Đấy, những người có trách nhiệm trong giáo hội đang phải giải quyết những vấn đề hết sức cấp bách, là lễ lạc xưng tội, đào tạo chủng sinh, chuyển chức linh mục, giáo lý, còn nghệ thuật thánh nó trở thành gần như là xa xỉ, không mấy ai quan tâm. Bởi vậy tôi rất là vui và nhận lời ngay cha Tư, ngay lập tức. Phải ông cha Tư không chần chừ một giây phút nào khi ngài bảo tôi là ở ngoài này chúng tôi tổ chức cái này, và mời cha tôi nhận lời ngay lập tức, không có chần chừ một tí nào hết, mặc dù là lịch sinh hoạt nó cũng dày đặc. Tại vì xin phép được chia sẻ một chút là với một cái đền thờ như là La Vang, về bê tông cốt thép thì xong hết rồi, 12.000 m2 nhé, chiều ngang này 120 m, chiều dài 100 m, tức là 12.000 m2, chúng tôi có khoảng trên dưới 60 tác phẩm nghệ thuật, mà tác phẩm nào cũng đi qua công đoạn như tôi vừa nói. Có lẽ chị là người hiểu cái công đoạn đó nhiều nhất, tức là một họa sư thiết kế trên giấy phẳng, hội đồng nghệ thuật góp ý nghiệm thu, bắt đầu một kiến trúc, một điêu khắc gia thiết kế lại 3D trên đất sét. Chúng tôi họp hành hội đồng nghệ thuật 3-4 lần để mà chỉnh sửa cho xong. Từ đất sét đó lập tức là họ đổ thạch cao liền lập tức để mà lấy âm bản, sau đó đổ qua composite, rồi từ composite mới đồng ý chuyển qua đá. Bây giờ thì chúng tôi dùng công nghệ CNC cũng tương đối nhanh và chính xác về tỷ lệ chính xác. Rồi cuối cùng cái người điêu khắc nhà đó mới vào lên điểm lại và thổi hồn cho tác phẩm. Mà tác phẩm nào cao 5-6 m bằng đá mà cẩm thạch. Cho nên rất là bận rộn. Chúng tôi họp hội đồng nghệ thuật liên tục. Dĩ nhiên là tác phẩm đó trong cả tổng thể đó chị ạ.
các anh chị ạ, chứ không phải là riêng tác phẩm đó. Cái tác phẩm đó, cái tư tưởng thần học nó là cái gì, và nó nằm trong cả cái tổng thể đó, cái tổng thể đó mà người ta gọi là bố cục tổng thể, bố cục toàn nhà, xong đến bố cục của từng diện. Thì công trình nó cũng, cái lịch nó cũng xin chia sẻ vậy, là cái lục nó khá dày làm việc. Cảm ơn Chúa là anh em nghệ sĩ, như tôi nói, hội đồng nghệ thuật và các tác giả cộng tác rất là tích cực. Về số vốn của nghệ thuật công giáo đó, thì hiện nay như tôi thưa chuyện đó là chúng ta có một đội ngũ các thầy, các sơ làm giảng viên, rồi có các cái xưởng điêu khắc thực tế và có những tác phẩm khẳng định tên tuổi thì khá nhiều. Như tôi kể là hiện nay một trong những con chim đầu đàn của miền Nam về điêu khắc là thầy Bùi Hải Sơn, rồi thầy Quang Cảnh. Thầy Quang Cảnh lại được đào tạo một cách đặc biệt ở Việt Nam đã đành, ở Liên Xô, rồi ở bên Trung Quốc về hội họa hoành tráng. Tức là không phải hội họa này mà hội họa hành tráng, hội họa lớn. Ông ấy là người cầm trịch cho chúng tôi ở La Vang, bởi vì ông luôn luôn nhìn tổng thể, nhìn bố cục. Còn lại thì trong cái đội ngũ sáng tác thì có một thầy dòng Francisco, tu sĩ dòng điêu khắc gia. Thầy là một trong những người tác giả sáng tác về điêu khắc theo cái esquisse, cái phác họa của vị họa sư. Tôi đoán vào khoảng trên dưới 100 nữ tu tốt nghiệp đại học mỹ thuật ở miền Nam đó, về ngành hội họa. Nhưng mà có một cái này là hầu hết, tất cả những này hầu hết trừ hai nữ tu mà thạc sĩ về đi dạy học đấy. Tại vì tôi có đồng hành với các bạn đó, khi mà tôi dạy thần học thì các chị còn đem đi học, rồi sau đó thì vào ngành mỹ thuật thì chúng tôi đồng hành. Tôi biết là họ cũng phải chia sẻ một cách hết sức là thẳng thắn với bề trên mới được đi học lên, và họ các chị đồng ý học với điều kiện là phải cho các chị là hành nghề. Tại vì cái nghề nghệ sĩ của anh em chúng tôi, chị em chúng tôi nó khác anh quý vị lắm cơ. Quý vị ngủ thì chúng tôi thức, không biết rồi. Quý vị mặc đồ sạch sẽ thì chúng tôi ở dơ. Chị ở đây chị sạch, chị đẹp vậy, chứ mà chị mà ngồi vào xưởng của chị thì đất cát tùm lum cả, lổm nhổm. Cho nên các bề trên bảo rằng là thôi không có cho học, học bây giờ chị em đi cầu nguyện nó ngủ. Mà đang sáng tác mà bảo đi cầu nguyện thì chết rồi. Cái đường bút đang đi mà, phải không ạ? Đường bút đang đi mà bảo ngưng là thua. Mà chỉ có nước làm đêm thì mới không ai quấy rầy mình. Cho nên sáng ngày ra mà tôi khổ sở lắm. Thật sự tôi cũng, trong tôi cũng bị một cái trương lực, vừa là linh mục mà lại vừa là một người làm việc về kiến trúc. Cho nên nhiều khi tôi bị căng thẳng giữa công việc và cái sứ mạng linh mục của mình. Bây giờ thì lớn tuổi rồi, tương đối điều chỉnh lại. Thì 3 giờ sáng, 3 giờ rưỡi dậy, nhớ chuyện này chuyện kia, mới nhắn tin cho mấy thầy, mấy tác giả. Thì nhắn tin thế thì ông, cha dậy là, vâng, con nhớ, được rồi, cha để yên cho con, bây giờ con chào cha, con đi ngủ. Tức là 3 giờ rưỡi sáng ông mới ngủ. Các ông có bạn như vậy khỏe không anh Vinh? Cứ 3 giờ rưỡi sáng ông mới ngủ, thì giờ đó mình lại dậy đi nguyên viện ngắm. Cho nên, hầu hết các nhà dòng đều không có thích. Nhưng mà, đó, bây giờ hơn một khoảng trên dưới 100 nữ tu đi học về làm gì? Thưa các chị bị sung vào đội ngũ đi vẽ nhà trẻ, nó uổng không chịu được. Không cho họ sáng tác về, cứ vẽ những cái hình vớ vẩn trẻ con, đấm đi, dô khấu mi sa cái gì, trượt Mickey, nhà trẻ nào cũng đi vẽ những cái đó vậy thôi. Tức là chúng ta đang khai thác cái gì vậy? Sử dụng nó như là một công cụ thôi, chứ còn không nhắm đến cái chuyện đi lên. Thì đó là một cái thực trạng mà không biết tôi có bi quan quá không. Nhưng mà đúng là 18 năm lăn lộn ở trong cái ủy ban này để mà tôi cảm thấy là nhiều lúc tôi cứ phải kêu lên những cái chuyện như vậy. Tôi xin phép được ngưng ở đây. Trước khi ngưng ở đây thì tôi muốn nói lại một điều hệ trọng mà
mà quý vị đã đặt đặt tinh trình cho tôi, đó là nghệ thuật thánh là gì? Thưa, là một nghệ thuật, nhưng mà nó đẩy con người đến gặp thực tế, gặp Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là nguồn của chân thiện mỹ. Nghệ thuật thánh là đẩy tới mỹ, cái mỹ cuối cùng là Thiên Chúa. Sứ mạng của những người nghệ sĩ công giáo là loan báo tin mừng bằng cách cho người ta chạm được cái đẹp tuyệt vời và cái đẹp nguyên tuyền, đó là chính Thiên Chúa. Còn lại thì chắc để mình tọa đàm xem mà ai có câu hỏi cái gì thì mình nói chuyện với nhau nhá. Xin cảm ơn cha Du Xe. Chúng con xin rất là cảm ơn cha Vinh Sơn. Chúng con xin dâng lên cha một bó hoa để diễn tả lòng biết ơn của chúng con. Thưa giới họa sĩ, thưa anh chị em, trong gần 60 phút đồng hồ vừa qua, chúng ta đã được cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, hiện đang là Ủy ban Nghệ thuật Thánh của Chức thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, trình bày cho chúng ta về cái nghệ thuật nói chung và cách riêng là nghệ thuật thánh. Chúng ta cũng đã thấy nghệ thuật có một vai trò nào trong việc định hướng xã hội. Bởi vì nếu như một xã hội mà không có tôn vinh cái đẹp, mà người ta chỉ đi vào những cái thực tiễn trần trụi của cuộc sống, thì nó cũng làm cho cả cái xã hội đó chỉ rất thực dụng mà không cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của tạo hóa. Cho nên từ những cái trăn trở đó, chúng ta thấy giới nghệ thuật, giới họa sĩ của công giáo tại Việt Nam, mặc dầu là số lượng hiện nay cũng tương đối là có những người được đào tạo, nhưng mà chưa có cái định hướng xã hội, định hướng ngành nghề giáo hội nữa. Cho nên đây vẫn là một cái chuyện cần phải trăn trở và cần phải có những đóng góp lớn lao sau này. Một trong những cái điểm mà hôm nay cha Vinh Sơn khiến chúng ta đầy khích lệ, đó là ngài rất là cảm kích. Đây là lần đầu tiên cuộc trưng bày tranh tại ngôi nhà thờ này được diễn ra. Mặc dầu là giới họa sĩ công giáo thì ít ỏi thôi, nhưng mà lại đáp lại là được sự cộng tác của giới họa sĩ của chưa phải là người công giáo đã gửi tác phẩm tới đây và đã làm một bước khởi đầu tương đối là thuận, tương đối là tốt cho những cái bước tiến sau này. Và chúng tôi cũng rất là vui được cộng tác với quý vị nếu có thể được trong những cái cuộc triển lãm sau này. Bởi vì nếu như giới họa sĩ không có cái môi trường để sáng tác, không có những cái cuộc triển lãm như thế này, thì không biết là họ lấy đâu cơ hội để trưng bày những tác phẩm, những đứa con tinh thần như vậy. Cho nên cảm ơn Chúa và cảm ơn cha đã giúp cho chúng con ý thức lại cái vai trò, cái sứ mạng của một người đã được Thiên Chúa, được tạo hóa, ban cho một cái khả năng để diễn tả cái đẹp, để đem cái đẹp của cuộc đời và đi tới cái đẹp của Thiên Chúa trong niềm tin Kitô giáo. Và giờ này đây, để chúng ta cùng tiếp theo cho cái cuộc tọa đàm này, xin mời một nhà phê bình nghệ thuật, đó là họa sĩ Đặng Trường Lưu. Xin họa sĩ Đặng Trường Lưu có đôi lời với chúng tôi, với các vị đang tham dự đây. Và xin mời. Tôi xin trước hết có lời chào các vị giám mục thay mặt cho trong cái giáo phận của ta. Xin thưa với đức cha, và tôi chưa kịp nghĩ đến, và xin có lời chào thật là kính cẩn đối với các ông, các bà, các anh, các chị và các bạn đã hoặc là do nhiệm vụ trách nhiệm, hoặc là do nhiệt tình, hoặc là do một cái sự nhắc bảo sai khiến nào đó từ ở trên bề trên
mà chúng ta có mặt ở đây. Tôi xin chúc các vị khỏe mạnh, và thật sự là tất cả những tâm linh, tâm tình của chúng ta đều có một nơi để hướng về, và ta giữ trọn cái nơi, cái hướng ấy để ta làm việc, ta tồn tại, ta cống hiến bằng tất cả những cái sức lực, những khả năng của mình. Và tin chắc rằng ở trên cao kia một đấng, tôi xin lỗi là vì tôi cũng không phải là người mà hiểu biết nhiều gì về công giáo. Thế nhưng mà tôi hiểu rằng là ở trên cao kia là phải có một cái thế lực rất mạnh sai khiến được tất cả chúng ta, từ thành phố đến nông thôn đến rừng núi, và cái sự sai khiến ấy biến chúng ta thành những con chiên thật sự là ngoan đạo và làm việc rất là hết lòng, rất là chân thành, và luôn luôn hướng theo, có làm theo một sự hướng dẫn ở bên trên. Cho nên cái việc làm của tất cả chúng ta luôn luôn có một cái gì được dẫn dắt, được tiếp xúc. Tôi hy vọng như thế, và tôi xin trong cái lời chào của tôi là có một cái điều muốn chia sẻ và khâm phục với tất cả các cái chủ tọa ngồi ở đây. Bây giờ nói rằng tôi được là giới thiệu rằng là nhà phê bình mỹ thuật, thì thực ra là nghe thì có vẻ lớn lắm, thế nhưng mà thực sự là công việc của chúng tôi là ngoài cái việc vẽ ra, hoặc là có người cũng không vẽ, thế nhưng mà là cái việc mà không vẽ được thì đi xem và đi chia sẻ động viên, và nếu như có hơi tiếc một chút nào đó với tác phẩm này, với tác giả kia, thì mình cũng lựa lời để mà để chia sẻ, để động viên, thì đó là trách nhiệm của chúng tôi. Chứ bây giờ nếu mà nói là nhà phê bình thì nghe nó lớn, nó kinh hãi quá, và chính như thế chúng tôi trở thành những cái đối tượng mà rồi không cẩn thận thì không né tránh được thì người ta ném đá vào. Do vậy mà tôi xin phép được nói những lời ở đây, xin thưa với cha Tư, xin thưa với cha Thành, và xin thưa với các cái bậc trưởng thượng rằng là tôi chỉ xin nói, tôi chỉ xin chia sẻ những cái cảm nhận của tôi, thật sự là những cảm nhận của tôi trước cái triển lãm này. Và thật sự là trước hết mà nói là tôi khâm phục vô cùng, khâm phục trước hết là từ ý tưởng của những người lãnh đạo, rồi đến ý tưởng những cái người thực hiện, thí dụ như là ông bạn tôi, cái anh bạn tôi là họa sĩ Hồ Quỳnh đây chẳng hạn, thì tôi rất khâm phục là cái ý tưởng mà từ lãnh đạo của nhà thờ đến các họa sĩ công giáo, và đến những họa sĩ mà có thiện cảm, có tâm tình với công giáo, mà có được những cái triển lãm như thế này, tôi khâm phục vô cùng. Và cái khâm phục đó tôi xin trình bày, cho dù rằng là nói một cái bài bản thì xin lỗi là cái thứ nhất trong cái không khí như thế này thì tôi cũng không có điều kiện, không có thời giờ. Cái thứ hai là mình cứ đổ cho tại thời gian không và điều kiện, nhưng mà thật sự là cũng không thể nói một cách bài bản được, mà tôi chỉ dám là chia sẻ. Mà trong cái điều kiện là anh Hùng Huynh, họa sĩ Hùng Huynh cho tôi chỉ có 5 đến 7 phút thôi, thì quả thật là tôi xin nói rằng chỉ riêng cái lời chào và lời riêng một cái bộ mặt để cố gắng để có cái thiện cảm của các ông, các bà, các anh, các chị, các bạn bè ở đây với tôi đã cố gắng, và như thế đã hết 7-8 phút rồi. Là vậy, tôi chỉ nói nhanh một điều thế này. Cái điều mà tôi xin chia sẻ, thực ra nếu như có thời gian cho tôi thì chắc là tôi được phép nói dài hơn, chắc là tôi được phép bóc trần cái gan ruột của mình hơn, bởi vì cái khâm phục nó biểu hiện cụ thể ở từng tác phẩm,
chứ không thể nói một cách chung chung, không thể nói một cách là phong trào là tốt là hay cả, mà phải nói đến từng tác phẩm. Và đó là cái công việc của chúng tôi. Do vậy mà rất tiếc là tôi không được nói nhiều, không được nói nhiều. Và quả thật là nếu như có điều kiện với những cái đài như thế này, mà tôi nghĩ là cũng không dám là đòi hỏi gì lắm đâu. Thế nhưng mà giá như vẫn được sự ủng hộ của các cha xứ, lãnh đạo nhà thờ ở đây, của xứ này, và cái sự ủng hộ của nhiều họa sĩ, thì tôi nghĩ rằng là giá như nếu như hàng năm triển lãm hàng năm có được như thế này, thì tôi nghĩ rằng là cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ quý giá. Mà theo tôi biết rằng đấy, ví dụ như cha Thành nói rằng là đây là triển lãm đầu tiên trong năm, thế là được. Tất nhiên họ làm rất nhiều triển lãm, thế nhưng triển lãm với tâm thức của những người công giáo thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng có lẽ là phải làm, phải có một cái tham luận, một cái công trình khoa học nghiên cứu về cái này, và phải và những người lãnh đạo về phía công giáo và những họa sĩ thuộc công giáo có lẽ phải nên là đặt ra vấn đề nó đậm hơn, nó chắc hơn, nó triển khai trong nhiều hướng để chúng ta đạt được một cái ý niệm cao là gì, là cái tâm tình, cái tấm lòng của mình phải được biểu hiện ra dưới ánh sáng của Chúa. Theo tôi nghĩ là phải dưới ánh sáng của Chúa. Tất cả những điều chúng ta làm ở đây, tôi mặc dù tôi chưa được là người công giáo, thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là phải có một cái gì đó điều khiển chỉ đạo, mà rất là tâm tình, rất là tế nhị, đến mức độ mà ta vẫn cảm thấy rằng là làm cái gì đó thu hút mà không bị một cái sự ràng buộc nào cả, thì theo tôi hiểu thì là như thế. Vậy thì tôi đề nghị mỗi một năm ở ta, tôi chưa nói là dám nhân rộng, nhưng mà ở cái giáo xứ của ta, với cái sự cộng tác một cách trung thủy của bạn bè các họa sĩ và những họa sĩ chưa là công giáo cũng nên tham gia để ta có cái tiếng nói, có cái khẳng định một cái triển lãm thành công. Và cái sự thành công này nó giống như một cái thứ là tổng tấn công đồng loạt, để mà năm nào cũng có như vậy, và năm nào tôi cũng được, nếu như rời hay là nói như là các bạn công giáo rằng là có Chúa mà Chúa ủng hộ, thì tôi năm nào tôi cũng được đến đây, cũng còn được đến đây, và thậm chí là còn được nói lời chia sẻ của mình một cách nó dài. Một cái điều mà tôi sẽ đi vào luôn, mặc dù là cách đọc chỉ còn có khoảng một phút thôi, thế nhưng mà tôi xin nói rằng là ở đây cũng không phải rằng là bây giờ ta nói cho là động viên theo cái kiểu là chung chung, mà ở đây tôi nghĩ rằng là trước hết là cảm ơn các họa sĩ chưa phải là công giáo hoặc không phải là công giáo, nhưng vì nể bạn bè, vì có tấm lòng có một cái tâm hồn mà khâm phục cái trật tự, cái gì đó mà tôi thực ra tôi mặc, tức là cái sự dẫn dắt chia sẻ nào đó từ ở trên mà ta đồng cảm với nhau, để ta dù là công giáo hay không, nhưng mà hàng năm về đây để mấy, thì tôi xin nói luôn là trước hết tôi cảm ơn các họa sĩ chưa phải là công giáo, nhưng họ đã vẽ với một cái tấm lòng, với cái tâm thức thực sự là công giáo. Bởi vì công giáo là gì? Theo tôi nghĩ công giáo là ở trong tâm mình, chứ còn bởi tài năng là đâu? Tài năng của cha mẹ ta đẻ ta ra, thế nhưng mà thật sự là phải có một cái gì đó, chứ không thì đẻ ra người nào cũng tài hết, không phải. Mà cái chính là có một cái gì đó mà người này nhận được, người kia chưa nhận được. Thế thì tôi nghĩ rằng là những cái họa sĩ chưa phải là công giáo mà tham gia ở đây, tôi đặc biệt
là kính trọng, đặc biệt kính trọng. Mặc dù những tác phẩm của họ có thể có thời gian đầu tư chưa nhiều, có thể là do một cái quan niệm nào đó, cho nên là họ chưa có thể để họ chưa đặt ra cùng với các họa sĩ công giáo. Bởi vì các họa sĩ công giáo nói gì thì nói, họ đã tiếp cận trước, họ có đủ thời gian, đủ tâm thức để họ làm việc. Mà rất rõ ở đây tôi thấy rằng là có cái sự khác biệt giữa các họa sĩ ngoài công giáo với các họa sĩ đã là công giáo. Thì rõ ràng ở đây cũng vẫn là quan, vẫn là sơn, vẫn là phay xô, là cách vẽ. Thế nhưng mà cái người đầu tư được nhiều, mà nhất là đầu tư về tâm thức thì nó rõ mắt. Tôi ở đây cũng xin là dám mạnh dạn để nói, mặc dù là tôi cũng chuẩn bị tinh thần là nếu không thì mình chạy, bỏ chạy. Nếu như mình nói mà chạm vào ai đó, nhưng mà tôi xin nói với các nghệ sĩ cứ nói liều đấy, không phải vô cớ mà có những cái tác phẩm vẽ một cách công phu, một cách thật sự là tấm lòng như thế này, những cái tác phẩm như thế này. Bởi vì chúng tôi cũng xin lỗi rằng là không khoe, nhưng mà tôi cũng là cái người mà cũng dám bỏ ra nhiều thời giờ để đi suốt ngày đi xem các cái triển lãm. Mà ở Việt Nam, ở Hà Nội này thì không chỗ này thì chỗ khác, gần như ngày nào cũng có khai mạc triển lãm. Thì để đến được với cái triển lãm này, tôi cũng phải cố, cũng phải nể, rất là nể họa sĩ bạn tôi là Hồ Vinh. Và cũng phải tự hỏi mình rằng là mình đã đủ cái tâm thức, cái tình cảm để mà thẩm định, để mà chia sẻ với các họa sĩ công giáo ở đây. Và tự trong lòng mình đã trả lời, tự trả lời rằng là không, mình cố gắng là mình sẽ đạt được. Ở đây tôi xin nói một chuyện riêng, mặc dù là có lẽ chỉ khoảng nửa phút thôi, rằng là tôi không dám nói nhiều là thế, nhưng mà họa sĩ Hùng Quynh là người ở bên cạnh tôi, hàng xóm của tôi, và cũng là cái người mà đang cố gắng dẫn dắt tôi, động viên tôi để đi đến với Chúa. Thật sự đó là tấm lòng tôi nói. Trong nhiều năm qua chứ không phải là mới, ít nhất trong 20 năm qua mà tôi chưa đến được. Và tôi chỉ trả lời với họa sĩ Hùng Quynh rằng là để tôi, bởi vì cái tâm tôi chưa yên. Tôi theo tôi quan niệm là cái tâm phải yên, cái tâm phải thực sự là trọn. À vâng, thì từ mai yên là họa sĩ mà tôi cũng được biết là cách đây 7 năm là Mai Hiên cũng là cái người ở bên ngoài và gia nhập vào với cộng đồng công giáo. Thật sự là chị Mai Hiên, tôi xin lỗi là không nhớ tên, nhưng bây giờ thì tôi nhớ là vì tôi cũng có một cái người bạn là họa sĩ Tuyết Nga, cũng cùng hai người với nhau rủ nhau bằng là cái việc làm của mình đi nhập vào cộng đồng công giáo. Thì đó là tôi. Vậy thì tôi sẽ nói rằng là họa sĩ Hùng Quynh là người mà là với danh nghĩa bạn bè muốn hướng tôi vào cái việc đó. Và thật sự tôi rất nghiêm túc cái việc đó. Và chính vì nghiêm túc cho nên tôi trả lời họa sĩ Hùng Quynh rằng là tôi chưa, cái tâm nó chưa chọn. Do vậy tôi muốn đến là đến bằng cái tâm tôi đã chọn. Thì tôi làm việc, tôi nghĩ mọi cái thứ đều tất cả là vì Chúa. Thì tôi làm cái đó, chứ còn tâm tôi chưa chọn. Nhưng cái điều đó là cái điều tôi đang vẫn cứ tâm niệm. Thật sự như vậy. Xin thưa với các vị rằng là tại sao tôi nói như vậy, là vì vợ tôi cũng là người công giáo. Nhưng mà chỉ vì là mình lấy mình xong rồi mình cũng ba lăng nhăng các thứ nhiều thứ quá, cho nên là vợ cũng điều khiển được. Nhưng mà quả thật mà nói rằng là những người theo công giáo thì đều là thật sự mà nói, tôi không biết được là
của trời tài giỏi ghê gớm như thế nào mà những người theo Công giáo dần dần rồi cái tâm của họ mình thấy khó mà vươn đến được, thật sự khó mà vươn đến được. Do vậy mà tôi nói điều đó là vì để nói một điều này, tất cả những điều mà tôi nói đây nó đều ám ảnh, đều thể hiện trong những cái tay triển lãm ở đây. Tôi không có điều kiện để nói từng cụ thể từng tác phẩm, nhưng mà kể cả những phong cảnh thì cái sự bình yên của phong cảnh, của cái bức phong cảnh, của cái tác phẩm ấy, thực sự mà nói là vì có thấy khi ẩn khi hiện, khi mờ khi ảo cái nóc nhà thờ, và chính cái điều đó đã làm cho tâm hồn con người ta bình yên, và chính tất cả đã gửi cái sự bình yên ấy vào tác phẩm để nói với công chúng, để nói cái điều gì đó với công chúng, mà thực sự chỉ có cái người được gửi gắm và cái tác giả gửi họ hiểu ra được. Tôi cũng đi chùa, thật sự tôi cũng đi chùa, tôi cũng đi nhiều cái thứ. Thế nhưng mà tôi vào chùa tôi không yên được. Do vậy mà tôi cũng chưa yên được, thì cũng có thể suy nghĩ nhiều cái. Thế nhưng quả thật là không phải ngồi đứng ở đây để nói cái việc một cái khác. Thế nhưng mà quả thật vào chùa tôi chưa yên được. Nhưng tất cả những cái cuộc sống trần tục ở bên ngoài nó vẫn hiện diện. Thế nhưng mà thật sự mà nói là đi vào nhà thờ ở đây, thật sự nhà thờ trước hết tác động là cái kiến trúc, rồi sau đó cái cấu tạo âm thanh nó làm cho con người ta nghiêm túc, nghiêm cẩn và có những suy nghĩ thật sự hoàn toàn trong sáng. Theo đạo tôi là thế. Chứ mà tôi vẫn cứ phải nghĩ nhiều cái khác, vẫn nhiều cái khác. Do vậy mà lại một lần nữa tôi khẳng định những tác phẩm được triển lãm ở đây có thể cái này hơn cái kia, sâu hơn, nhưng tất cả đều toát lên một cái gì đó mà các họa sĩ ở bên ngoài nếu vẽ những đề tài bên ngoài không hoặc là ở mức độ nào đó chưa đạt đến cái độ đó. Ở đây tôi khẳng định là những tác phẩm ở đây cũng có những tác phẩm có thể nói rằng là do thời gian gấp rút, do suy nghĩ mà chưa tới. Thế nhưng mà tất cả dù những tác phẩm ấy đều đã toát lên một cái điều là làm cho con người ta bình yên, nghiêm cẩn trong một cái xã hội, trong một cái thời đại, trong một cái không gian mà chúng ta phải đương đầu đủ thứ, thì những tác phẩm làm cho con người ta bình yên là thành công lớn đối với nền hội họa Việt Nam, nền mỹ thuật Việt Nam, và với những cái người mà lãnh đạo sáng lập và sáng tạo ra cái triển lãm này, đó là một thành công, và tôi xin chúc mừng cái sự thành công đó. Xin cảm ơn bác Trường Lưu đã có những cái chia sẻ và trước tặng 18 một đồng bóng ma để tất cả các đồng chí đơn vị của chúng tôi. Rất là vui là chúng ta vỗ một tràng vỗ tay để chúng ta tiếp tục một cuộc triển lãm trong những năm gần sắp tới. Và đúng là chúng tôi cũng có một cái trăn trở như là cha Vinh Sơn đã nói đó, là không có những cái bước khởi đầu như thế này thì không thể tính tới những cái bước tiếp theo như thế nào được. Cho nên đây là lần đầu tiên một cái cuộc triển lãm ở tại miền Bắc, tại Hà Nội như thế này. Chúng tôi, bản thân tôi trong tư cách là người có cái sáng kiến đầu tiên cộng tác với ban điều hành của tổng đoàn chúng tôi đó, là chúng tôi cũng không có thể gọi là hết sức là vui khi mà cái số tác phẩm gửi tới triển lãm nó phong phú, nó đa dạng như thế này. Cho nên chính bản thân tôi lúc ban đầu đó thì cũng chỉ nghĩ là mình đưa ra một sáng kiến và mời gọi anh chị em công giáo mình tham gia trong cái nỗ lực cá nhân của họ, nhưng mà không ngờ là có sự đáp ứng rất là nhiệt tình của giới họa sĩ tại miền Bắc đây. Chúng tôi rất là cảm ơn.
tôi muốn mãi nhắc lại là nghệ thuật có cái giá trị định hướng xã hội. Quả thật, nếu chúng ta không tôn vinh cái đẹp thì không bao giờ người ta chạm tới cái thiêng liêng của cái tâm linh sâu xa, đó là Thiên Chúa. Cho nên chúng tôi khởi đi từ cái cuộc triển lãm này cũng chỉ mong mọi người, nhất là bác Lưu đây, sẽ chạm tới một cái đẹp hoàn hảo, hoàn mỹ, đó là Thiên Chúa. Cho nên là cầu mong con đường đến với Chúa của bác nó rút ngắn lại được bao nhiêu năm nữa. Chào đến với cái cuộc triển lãm gọi là hội thảo hôm nay đó, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu với anh chị em là tiến sĩ Phạm Huy Thông, là một thành viên trong tâm đoàn của chúng tôi, đã có nhiều tham luận đọc ở trong nhiều cái hội nghị khác nhau. Hôm nay bác Phạm Huy Thông sẽ đến với chúng ta nói về những cái đóng góp của Công giáo ở trong văn hóa và nghệ thuật ở tại Việt Nam đây. Xin mời bác tiến sĩ Phạm Huy Thông đến với cái hội thảo này. Xin là chúng ta có một tràng pháo tay để chào mừng. Vâng, xin chào quý cha và quý vị. Trước hết cho con kính chúc quý cha và quý vị, đặc biệt là anh chị em họa sĩ có một mùa vọng đầy niềm tin để chuẩn bị chúng ta đón một Thiên Chúa mẹ xuống thế gian người. Vâng, đạo Công giáo ở Việt Nam theo giáo hội thì chấp nhận đó thì là năm 1533 theo ghi chép ở trong cái cuốn Việt sử Thủ giám Công mục. Nhưng mà đây là cái giả sử thôi, là ngay trong cuốn sách đó thì cũng nói là trước đó đã có đạo này rồi và đã cấm mấy lần rồi nhưng mà vẫn chưa cấm được. Vì vậy cho nên nhưng mà rồi chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng là đạo Công giáo có mặt ở nước ta có lẽ vào đầu thế kỷ 16. Và trong 500 năm, gần trên dưới 500 năm truyền giáo ở Đạo Công giáo hiện diện Việt Nam thì lịch sử của Đạo Công giáo Việt Nam nó cũng qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm và nói như giáo hội có cả sáng và tối. Thế thì nhưng mà có những cái chúng ta có thể khẳng định đó là sự đóng góp của Đạo Công giáo với văn hóa Việt. Cái này chúng ta rất khó khẳng định. Chúng tôi cũng có viết một số cuốn sách để nói về cái sự đóng góp đó. Vì tôi tóm lại thì có 5 điểm thôi. Thứ nhất là Đạo Công giáo đã đem cái văn hóa, văn minh, khoa học, kỹ thuật của phương Tây vào Việt Nam rất là sớm. Chúng ta biết rằng là các giáo sĩ vào Việt Nam đó, đặc biệt là các giáo sĩ trồng tên, họ được đào tạo rất bài bản trong các trường đại học danh giá của nước ngoài. Vì vậy họ là những nhà khoa học khi vào Việt Nam, họ là nhà toán học, nhà thiên văn, nhà địa lý vân vân. Và các cái ông thuyền buôn của nước ngoài họ cũng muốn chọn những cái ông đi cùng để thứ nhất là lo phần hồn, nhỡ ra bão gió nó có chuyện gì thì ông lo được cho cái chuyện đó. Thứ hai là ông có thể đoán nhìn thiên văn, ông biết ở bão gió thế nào thì thuyền để tránh được trên biển. Cho nên là các nhà thuyền buôn họ cũng chọn những ông tài giỏi. Vì vậy cho nên đấy chính là một sàng lọc. Và các giáo sĩ vào Việt Nam họ nhiều nhà rất tài giỏi và họ đem cái văn hóa đem cái khoa học kỹ thuật phương Tây vào Việt Nam, những cái không chỉ về thiên văn địa lý, về khoa học và về cơ học, thậm chí cả toán học. Cái cuốn hình học Euclid là mà ông Anaxagoras ông ấy giảng cho chú Trịnh, ông chị Tráng đó, là hiểu về cái hình học như thế nào, cái khái niệm ban đầu như thế nào, thì đấy là những giáo sĩ của đường Việt Nam. Và có thể nói rằng là họ đem vào Việt Nam như một khối khổng lồ những cái kiến thức của khoa học phương Tây lúc đó về kỹ thuật y học, về kỹ thuật là in ấn, về kỹ thuật làm báo vân vân. Đến nỗi mà ông Lê Quý Đôn, nhà bác học rất nổi tiếng của ta, ông phải kêu lên rằng những cái giáo sĩ họ mang vào những cái điều mới lạ vô cùng mà những nhà nho của chúng ta lâu nay không thấy bàn thân, không thấy bàn. Họ nói là địa cầu này là ở trên địa cầu này nó có bốn châu, lúc đó bốn châu rồi chúng tôi phải năm châu rồi, bốn châu rồi nó có bốn biển, những cái điều để lạ xưa đây là chưa nghe nói bao giờ đấy. Ví dụ thế thì nói ngắn tắt cho hiểu để nói rằng là cái việc mà đạo Phật giáo đóng góp vào cái việc giới thiệu văn hóa khoa học và kỹ thuật phương Tây của Việt Nam. Và cái điểm thứ hai là tôi nói cái đóng góp của đạo Phật giáo với văn hóa Việt Nam, đó là cái việc sáng tạo ra chữ Quốc ngữ. Đây là một quá trình tập thể của nhiều người, của cả các giáo sĩ phương Tây cũng như là những người Việt Nam.
nhưng mà có thể nói là cái người mà đúc kết giới thiệu cuối cùng đó là chính là cha Alessandro, chúng ta quen gọi là cha Đức Lộ. Cha Đức Lộ đó. Vì ông ngày năm 1651 ông đã giới thiệu Roma một cái bộ ba, tức là ngữ pháp tiếng Việt, từ điển Việt Việt Bồ Lai và một cái tác phẩm hoàn chỉnh phép giả tác ngày, phép giả tác ngày, tức là và nguyên tắc giới thiệu ngôn ngữ quốc tế đó là ông phải có bộ ba, thứ nhất là ngữ pháp, thứ hai là từ điển, thứ ba là có một cuốn sách để chứng tỏ cái ngôn ngữ được hình thành. Và chúng tôi cũng rất là ai đã làm báo rồi là làm in ấn thì đều thì rất khâm phục, là năm 1651 ở Roma không ai biết chữ Việt cả, một mình ông ấy vừa đọc vừa biên tập vừa viết vừa làm báo rát vân vân tất cả, nhưng những cái cuốn sách của ông hiện nay hầu như không có lỗi. Không có lỗi, nếu rất là giỏi, ông Alessandro rất giỏi thì được cuốn sách. Cái này thì có thể nói nhiều, lâu nay thì người ta cứ cho là đạo Công giáo mang cái chữ Công ngữ vào và làm mất đi cái chữ Hán Nôm, thì điều ấy không phải. Chúng ta biết rằng sau khi mà chính quyền Pháp yêu cầu trong tất cả các văn tự của nước nhà, rồi là dạy học phải dùng chữ Công ngữ, thì ở nhiều trường chủ viện vẫn dạy chữ Hán, vẫn dạy chữ Hán Nôm. Nhiều ông đi bộ rất giỏi chữ Hán Nôm và cái kho sách đồ sộ về Hán Nôm của Công giáo rất là lớn ở Công an. Năm ngoái tôi có dùng hội thảo ở một cái Hán Nôm đây, họ mời tôi giới thiệu 92 cái tác phẩm Hán Nôm của Công giáo. Tôi nghĩ nói cho tôi từ biết từ dốt về Hán Nôm thì tôi đưa cho một cuốn của Võ Minh Lục ở trong miền Nam, ông ấy chuyên nghiên cứu về Hán Nôm. Ông ấy giới thiệu tôi 325 tác phẩm, chính là 92 tác phẩm, rất là lớn. Và cái thứ ba là đạo Công giáo đã góp phần vào xây dựng làm phong phú văn hóa Việt Nam, từ lễ hội cho đến nghệ thuật, nãy như cha Bình Sơn nói là nghệ thuật, từ kiến trúc, hội họa, âm nhạc là đều có cả, tất cả đều là chúng ta biết là nếu mà không có đạo Công giáo làm cái bước đầu là các giáo sĩ không biết tiếng, cho nên là ông dùng tranh, dùng các bức tranh để giới thiệu hội đại, cho nên là nhờ vậy người Việt Nam đi sớm tiếp cận với những tác phẩm danh, những hội họa danh giá của phương Tây như là Leonardo da Vinci, những cái tịch nghi hay là tranh thơ mẹ của Rafael v.v. hay là một loạt các cái thánh ca khác mà chúng ta đã từng nghe, ví dụ là Ave Maria, rồi là Sinai, rồi là Sinh Hồ Kêu, v.v. Đấy là những cái nhờ cái đạo Công giáo mới đưa Việt Nam mình có những cái như vậy. Rồi là đạo Công giáo cũng đưa vào đây, tôi nói là xây dựng một cái về nghệ thuật, về văn học nghệ thuật, báo chí, đạo Công giáo đều có cả. Đạo Công giáo có hẳn một cái nền văn học Công giáo. Tôi nói ví dụ riêng một cái mảng là ca dao hò vè của Công giáo rồi, tôi sưu tầm khoảng 2.000 câu ca dao tục ngữ Công giáo. Ví dụ không tiêu giận nào cũng có những cái tục ngữ rất là hay. Ví dụ như là Đức Thần Chu có cái câu là cha phụ nhai khoai chạy chùa, ai biết được chùa khoai lang rất là ngon và nhiều, nhưng mà cha phụ nhai nhiều ngang cái khoai chạy chùa, vì ở làng phụ nhai là cái nơi hiện nay có khoảng 400.000 người, 500.000 người, thế là hay là Hà Nội có câu ví dụ là quan làm vụ khu một quán, tức là quan của cô làm một quán, còn đi một thì sư phụ cải làm rất nhiều người. Ví dụ thấy không là ví dụ những cái kinh nghiệm ông cha ta về sản xuất những thứ là người giáo đều đúc kết cả. Ví dụ là có những câu là lễ lo xa thì cha đi, lễ các thánh thì thánh đi ra, lễ lo xa thì người ta kinh nghiệm người cha đi, lễ thánh thì thánh đi ra thì chồng, hay là lễ các thánh gánh mạ đi gieo, lễ sinh nhật sập mạ đi cấy, đấy là kinh nghiệm trưởng ấy. Người có rất là nhiều cái đó, cũng có thể là cho nên chúng ta có thể có cả như vậy về tất cả những việc văn học nghệ thuật chúng ta có đóng góp cho nên là mọi người có rồi. Rồi cái thứ ba là cái mà đạo Công giáo đóng góp cho Việt Nam đã cung cấp cho Việt Nam rất nhiều danh nhân văn hóa. Ví dụ chúng ta có thể kể là như từ Alessandro cho đến những học giả sau này như Trương Vũ Ký, hay là như Hàn Ngọc Tử, rồi là các cái danh nhân sau này như Nguyễn Trường Tộ, hay
là để ra một số giám mục như là giám mục miền Bắc Đảo Hồ Tây của cả như đó là những cái danh nhân văn hóa của Việt Nam chứ không phải chỉ yêu của Phật giáo. Ở đây có một cái trường hợp là ông Nguyễn Trường Tộ của chúng tôi cũng có viết là một số số bài đang ở các tạp chí triết học đó, là tôi có cùng với Đức Trang thì thầm có viết một vấn đề ông Nguyễn Trường Tộ. Thế thì để nói rằng là ông ấy ông cũng làm là tư tưởng không chỉ là tư tưởng cách mà còn làm nhà triết học, và tôi nói ông là một nhà triết học, ông ấy cùng thời với ông một cái nhà tư tưởng rất lớn của Nhật Bản Fukuzawa. Nhưng mà tiếp theo ở Nhật Bản thì Fukuzawa rất thành công, nhưng ở Việt Nam là ông Nguyễn Trường Tộ thì thất bại. Cái đóng góp cuối cùng đó thì là cô giáo là đóng góp để xây dựng cái xã hội lành mạnh. Tôi cho đây là thế mạnh. Trước đây thì nhà nước chỉ công nhận giá trị đạo đức, văn hóa các tôn giáo thôi. Bây giờ chúng tôi có chuẩn bị cái văn kiện cho đại hội 13 đó. Thì tôi có tên thủ tướng và cũng được cả hội đồng chấp nhận, hội đồng lý luận trung ương chấp nhận là công giáo là nguồn lực sâu. Các tôn giáo bây giờ đang nguồn lực xây dựng sâu. Ở đây là cái đại để tôi biết là trong một cái nước rồi. Thế thì nói về lĩnh vực hội họa thì tôi cho là thứ nhất là đạo Công giáo đó góp phần giới thiệu những cái gì còn nếu cùng với dạy họa thế giới và Việt Nam sớm nhất. Thế này như mà thầy vừa nói, tức là họ đem các tác phẩm dạy họa nổi tiếng thế giới và Việt Nam, và nhờ thông qua đạo Công giáo thì người Việt Nam cũng tiếp xúc được với những cái tác phẩm như vậy. Rồi một ý nữa là do cái nhu cầu mà thờ tức là cầu nguyện thờ cúng thì tất cả các nhà thờ đều phải lên bản những cái tác phẩm như ra, cho nên là đạo Phật giáo cũng có phần giới thiệu rộng rãi những tác phẩm ấy, vì là tất cả các vùng miền đâu có nhà thờ có những cái tác phẩm như thế, và thậm chí xuống cả nhà dân bây giờ rất nhiều nhà dân có những cái tác phẩm của như vậy. Rồi một cái đóng góp nữa là đạo Công giáo cung cấp một cái đề tài gọi là vô tận, tôi cho đề tài vô tận cho với họa sĩ. Ví dụ riêng đề tài Đức Mẹ thôi, chúng ta biết là Đức Mẹ có hàng nghìn đức hiệu ở Việt Nam đâu, ví dụ Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Đại Tràng Thiều, Đức Mẹ Đà Bang vân, thế rồi là Vinh, có Đức Mẹ Vinh ở Việt Nam, có Đức Mẹ Việt Nam vân, thì chính đó là những cái đề tài cho các họa sĩ cung cấp đề tài. Rồi là giới Công giáo cung cấp cho người hội họa Việt Nam nhiều họa sĩ có danh tiếng về lĩnh vực này. Có lẽ Trà Thành nói là cái lĩnh vực này còn rất là đẹp, tôi cũng công nhận về như vậy. Nhưng nhiều họa sĩ cũng có thành danh. Ví dụ như là cái ông Nam Phong ở Phát Diệm đó, ông ấy vẽ Đức Mẹ Việt Nam và đã hiện nay cái bức ảnh là bức tranh đã được trưng bày ở Phủ Đấu Hòa. Rất là nhiều. Rồi là nhiều họa sĩ đã thành danh với đề tài Công giáo, ví dụ như ông họa sĩ Đức Giang Trí, ông có vẽ Đức Giang Sinh hiện nay đang trưng bày bức hiển linh của Giang Sinh sơn mài đấy, sơn mài họa sĩ như là họa sĩ Nguyễn Thị Tâm và có một cái series về Nguyễn Thị Tâm Đức Mẹ Việt Nam với rất các kiểu tà áo dài Việt Nam. Thế là thế thì những cái người trước đây chưa phải Công giáo nhưng sau khi vẽ tranh Công giáo thì lại trở thành Công giáo, ví dụ họa sĩ Lê Văn Đệ, người đã thiết kế cái lễ đài của 1945. Thì ông này là người từ lúc ông thiết kế lễ đài thì không phải Công giáo, nhưng khi sau đó thì ông trở thành Công giáo, vẽ rất nhiều tranh, trong đó có ví dụ như cái bức nổi tiếng là Ma Đen Ma Dưới Chân Thập Giá là đấy là của Lê Văn Đệ. Thì để cho rằng là cái đó nếu mà nhìn là thì cái một cái đóng góp lớn thứ hai của các họa sĩ Công giáo việt hóa các cái ảnh tượng, các bức ảnh thánh gần gũi với người Việt hơn. Thì cái này có hai nguyên nhân. Một là các họa sĩ muốn cho các cái tượng thánh nó gần gũi với người Việt, vì nếu vẽ theo phương Tây nó xa lạ, cho nên là muốn vẽ theo cái phong cách người Việt, gần gũi với phong cảnh người Việt, trang phục người Việt để cho nó gần gũi với người Việt. Thứ hai họ cũng muốn đề cao cái người Việt Nam lên, vì nói rằng người Việt Nam cũng là hình ảnh giống hình ảnh Chúa, tại sao là Chúa cứ ban hình ảnh của người phương Tây, cứ da trắng thì người Việt Nam thấy là vậy thì người Việt Nam mình cũng có thể giống hình ảnh của Chúa, cũng được trưng bày. Chứ chúng ta biết rằng là trong hội họa nó có một cái chuyện là trước đây chúng ta cứ vẽ là
thiên thần toàn da trắng, còn ma quỷ toàn da đen. Người da đen họ rất bất tỉnh cái chuyện đó. Thế thì bây giờ thì họ xu thế là họ dân tộc hóa tất cả, thì người Việt Nam cũng như vậy. Và chính cái điều đó tôi cho là, ví dụ ở đây chị Hiền đó, thì chị có ở đây, đến đây chị có mấy tác phẩm, nhưng mà tôi thích chị một cái tác phẩm gọi là Tình Mẫu Tử. Thật ra chị có cái tác phẩm Tình Mẹ cũng vẽ theo, tức là muốn vẽ đức mẹ và chú con, nhưng mà tôi thấy cái bức cảnh đó còn tây quá, tức là về phong cách, về trang phục hơi tây. Nhưng mà đức mẹ Tình Mẫu Tử đây thì đã gần gần hơn. Chị nói với tôi rằng là vì tôi có hát cái bài là Chúa là người Việt Nam, nên cho nên là chị cái vẽ được cái tác phẩm này, và tôi cũng chúc cho chị là tiếp tục cái xu hướng như vậy để giới thiệu được nhiều cái tác phẩm thánh mà mang phong cách Việt. Và xin chào tạm biệt. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Phạm Huy Thông đã chia sẻ những cái đóng góp của của nghệ thuật vào trong cái văn hóa Việt Nam chúng ta. Thưa giới họa sĩ, thưa anh chị em, trong cái cuộc hội thảo hôm nay cũng có một cái phần mà nếu anh chị em có những cái câu hỏi nào cần phải trao đổi với cha Vincent Phạm Trung Thành về nghệ thuật thánh, cũng như là về vấn đề gọi là lĩnh vực xây dựng của nhà thờ Công giáo Việt Nam, thì xin quý vị cũng có thể đặt câu hỏi để cho chủ tọa có thể chia sẻ cho chúng ta những cái cuộc gặp gỡ hôm nay. Xin mời anh chị em cách riêng là riêng thì họa sĩ là những người lần đầu tiên đến với chúng tôi. Xin mời các họa sĩ có thể đặt câu hỏi để cho Vinh Sơn Phạm Trung Thành ngài có thể giải đáp hoặc là chia sẻ. Vâng, xin mời họa sĩ đầu tiên. Vâng. Vâng, thưa các đức cha, thưa các vị chức sắc của giáo phận, kính thưa toàn thể các bạn, các bác, bạn bè đồng nghiệp, thì cái phần mở bài thì chắc là lúc đấy nhà lý luận cũng đã nói hết những cái điều mà chúng tôi muốn nói rồi, thì tôi xin là vào đề luôn. Thế thì thực ra trong cái nghệ thuật hội họa này thì cái việc cái đề tài Công giáo này thì đối với tôi hoàn toàn không phải mới mẻ. Thực ra là tất cả các cái tác phẩm kinh điển từ kiến trúc cho đến hội họa tạo hình thì, mà để lại đến nay thì hầu như đều mang cái màu sắc của tôn giáo nói chung và đặc biệt là Công giáo thì ở phương Tây phát triển. Thế thì trong quá trình học chúng tôi cũng đã được xem rất nhiều các cái nghệ thuật về Công giáo rồi, và nó đã có sẵn cái thiện cảm rồi. Cái việc này nó là cái duyên thôi, chúng tôi thường nói là duyên mà, thì là gặp bạn bè bên Công giáo, trong cái nhóm chúng tôi cũng có một bạn là Công giáo, thì bạn ấy và gặp anh Hùng Quynh, khi anh đề xuất thì chúng tôi cũng ngồi ngay. Thế thì có mấy cái tâm tư thế này. Khi mà tôi ở miền Nam thì tôi ở giáo phận Hồ Nai, là cái vùng mà các bác cũng biết rồi, đấy là vùng của Công giáo rất là mạnh mẽ, và bạn bè tôi thì đều là các cái nghệ sĩ làm cho Công giáo rất là nhiều các cái công trình Công giáo. Hôm nay đức cha bay từ Sài Gòn ra thì tôi nghĩ là cũng không phải chỉ để nghe nói một cách chung chung hoặc là vài câu để và là giao tiếp hay là khen vài câu, mà tôi biết là trong cái tâm sự của đức cha ấy, thì tôi biết là có nhiều cái điều mà chúng tôi cũng chỉ biết. Tôi cũng rất ngạc nhiên là đức cha lại quá hiểu biết về cái mỹ thuật như vậy, và thậm chí là cả những cái thuật ngữ về chuyên ngành như là đắp đất, đổ khuôn, lâm bản, da thạch cao, composite. Tôi rất ngạc nhiên là sao đức cha lại có thể mà am tường cái công việc của các nhà điêu khắc về Công giáo như vậy. Tôi cũng rất thú vị, và tôi biết là đức cha là một người thực sự là của thực tế của cái công việc này. Thế thì trong cái việc này thì chúng tôi cũng có cái băn khoăn là
làm thế nào để một cái họa sĩ mang tính tự do là có thể say sưa vẽ về đề tài công giáo, cũng như là một cái họa sĩ công giáo lại có thể vẽ say sưa về cái đề tài đời thường, bởi vì công giáo cũng chỉ là một cái thời gian nhất định trong ngày thôi, còn thì hàng cuộc sống vẫn chủ yếu là sống với lại cái cuộc sống của thường nhật. Mà họa sĩ công giáo như cha nói là rất nhiều và cũng rất nhiều người tài giỏi, nhưng mà hầu như là người ta cứ bị đóng đinh vào cái đề tài sáng tác mang cái tính chất là nó hơi khô cứng và nó hơi là cái kinh điển. Và cái bên họa sĩ tự do thì có vẽ về công giáo cũng không thể đi sâu về nội dung về công giáo được. Thế thì tôi biết cái tâm tư của các cha là gì, là rất mong cái nghệ thuật tạo hình này nó đi sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhưng mà đi bằng cách nào và làm thế nào giữa cái nghệ sĩ công giáo và cái nghệ sĩ không phải là công giáo cùng làm việc về một cái đề tài. Thế chúng tôi ở Sài Gòn cũng đã đi xem bài cuộc triển lãm, nhưng mà cũng nói thú thật là thế này, là các tác phẩm triển lãm về công giáo nó bị thiếu cái hơi thở của cuộc sống đi vào, và là vẽ lại một cái gì mà người ta đã vẽ rồi và người ta vẽ hơn mình rất nhiều rồi. Chính xác. Về tạo hình, về Thiên Chúa thì mình cũng không thể nói là gây được cái sự chú ý nhiều. Thế còn là làm thế nào để mà cái người họa sĩ như chúng tôi tham gia công giáo thì nó có mấy vấn đề. Thứ nhất là cái nhìn của công giáo cũng phải cởi mở, không phải là anh vẽ công giáo tại sao không thấy Chúa, thấy vân vân, là vì cái đẹp thì nó là chính là nó có cái đạo trong đấy rồi. Và cái người họa sĩ tự do không phải họ vẽ để triển lãm công giáo vì cái sự mô đạo, mà vì người ta yêu cái đẹp, người ta yêu cái nét đẹp của công giáo người ta vẽ, và người ta cũng không có cái thôi thúc bởi cái đức tin vào Chúa. Chúng tôi thì là họa sĩ có rất cái thiện cảm với công giáo, nhưng cũng không thể triển lãm vì cái đó. Cho nên ấy, là ở đây các anh chị đều rất muốn mong là sau triển lãm này sẽ có những triển lãm nữa, thì chúng tôi rất sẵn sàng. Nhưng mà xin các bậc cha cũng phải thông cảm với chúng tôi, họa sĩ tự do thì vẽ đề tài nào cũng thích cả, nhưng mà chúng tôi còn triển lãm ở nhiều nơi khác và còn phải lo toan nhiều cái vấn đề khác, không chỉ là mình làm cho những công giáo. Cho nên là anh em ở đây thì luôn luôn có tấm lòng và cũng xin rất cảm ơn các đức cha là chưa khi nào chúng tôi có một cái cuộc triển lãm mà mời một vị chức sắc ở Sài Gòn và bay ra ngay vào luôn như là cha. Cái điều đấy là chúng tôi rất cảm động, nhưng mà cũng rất mong là chúng tôi, riêng bản thân tôi là đã tham gia làm rất nhiều các cái công trình công giáo ở tại Biên Hòa, nhưng mà ra đây tôi nghĩ mình cũng muốn tham gia, mình chẳng biết tham gia vào đâu và không biết làm được cái gì và ai mời, bởi vì bên công giáo người ta cũng nhiều người tài năng lắm và người ta làm với cả cái đức tin của người ta nữa, thế thì mình cũng khó. Anh em sẵn sàng đấy, nhưng mà nói là một chuyện, để thật sự được tham gia vào hoạt động về mỹ thuật của công giáo lại là một cái chuyện khác. Thế thì chúng tôi cũng có vài cái lời chia sẻ, và để kết thúc thì tôi cũng vô cùng cảm ơn các đức cha, các vị chức sắc cũng như toàn thể bà con giáo phận đã quan tâm và xin hết. Xin cảm ơn các họa sĩ đã có những cái tâm tình rất là sâu lắng và rất là đóng góp rất là chân thành về những cái trăn trở của một họa sĩ chưa phải là người công giáo, phải làm sao trong cái lĩnh vực nghệ thuật công giáo đó cũng phải cởi mở để có thể đến đón nhận những cái sáng tạo của những người mang tâm thức Việt Nam, mang văn hóa Việt Nam sâu lắng trong tâm hồn mình, được diễn tả qua những cái tác phẩm của mình, muốn diễn tả về cái đẹp, muốn diễn tả về Thiên Chúa, rất là vui. Vâng, xin mời cha Vinh Sơn có thể chia sẻ. Thưa họa sĩ vừa phát biểu cũng như là thưa kính thưa tất cả quý vị, đúng là những cái trăn trở của người phát biểu đó là cái trăn trở của lòng tôi. Không những là
không được phép đóng khung mình vào trong giới nghệ sĩ công giáo. Bởi vì cái đấy nói như ông họa sĩ bạn của ông Quỳnh ấy thì là cái ơn gọi, một cái thiên hướng mà Thượng Đế ban cho, và nó của cá nhân ấy nhưng mà nó là của cộng đồng, của mọi người. Cho nên cái kho tàng của các nghệ sĩ ngoài công giáo rất là quý. Tôi chỉ xin chia sẻ cái điều này. Đó là khi chúng tôi thành lập một cái hội đồng nghệ thuật cho công trình La Vang, thì trong đó chúng tôi mời thầy Mai Quế Vũ, trưởng khoa mỹ thuật của Đại học Kiến trúc Sài Gòn, duy nhất một ông thầy không thờ đạo, không thờ đạo công giáo, người Hà Nội, làm trưởng khoa mười mấy năm này. Thì thứ nhất là tôi học nơi thầy rất là nhiều, bởi vì tôi không thể ngờ được một người có chức phận, có bằng cấp và là thầy của nhiều thế hệ sinh viên kiến trúc sư ra chuẩn mà rất khiêm tốn. Chứ cái tôi học được nơi người nghệ sĩ đó sự khiêm tốn. Thứ hai là những phản biện của thầy nó làm cho chúng tôi phong phú vô cùng. Sáu anh chị kia là dân công giáo, nhìn dưới một cái góc người công giáo, tự nhiên có một ông không phải là công giáo, ông nhìn công khác, nó sáng vấn đề lên liền lập tức. Tôi muốn nói đến cái đóng góp của những anh chị em chưa có đức tin công giáo trong nghệ thuật công giáo. Và hiện nay chúng tôi đang mang ơn anh chị em qua thầy Mai Quế Vũ, riêng ở cái công trình Đại Giáo Đường La Vang. Và tôi cũng xin tiết lộ thêm là cái logo mà chúng tôi chính thức trình hội đồng giám mục được duyệt và công bố logo về La Vang, tác giả là Mai Quế Vũ, một người không công giáo. Và thầy lý luận không những lý luận về cấu trúc, về bố cục, về hình ảnh, về màu sắc, thầy lý luận cả về thần học nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin xin mời vâng, mời họa sĩ nữ họa sĩ Mai Liên. Vâng, xin mời họa sĩ Mai Liên có thể. Con là họa sĩ Mai Hiền. Con xin kính chào đức cha, kính chào các anh các chị các bác ở đây, kính chào các họa sĩ, tất cả các họa sĩ ở đây thì phần lớn là bạn của con cùng học ở Thiết Kiêu ra. Biết kiểu hết thì sao? Con thì với lại anh Hồng Tuyên, anh Hồng Tuyên thì anh ấy là có là công giáo từ gốc rồi, từ trong bụng mẹ rồi, cho nên là anh ấy khác với con. Con thì 10 năm nay con mới là con của Chúa, cho nên là con cũng có một chút cái chia sẻ là con không có được một cái tình yêu, một cái gì đó nó quá sâu sắc như anh Hùng Tuyên để anh vẽ lên được một cái gọi là những cái gì nó gọi là mỹ thuật của bên Thánh Công giáo. Mà con thì chia sẻ là trước khi con yêu Chúa, trước khi con biết Chúa thì con chưa biết nhà con bây giờ, cho nên là anh ấy là người dìu dắt con yêu Chúa. Mặc dù khi con học ở Ít Kiêu thì con đã biết đến nghệ thuật, biết đến nhà thờ, biết đến mỹ thuật đều từ nhà thờ mà ra. Tất cả những cái đẹp đấy thì con biết, nhưng mà nó cũng là chỉ cảm nhận một cái đẹp thôi, chứ không cảm nhận có một tình với Chúa. Nhưng từ khi con cũng chia sẻ là trước khi con vẽ như bây giờ, trước con là họa sĩ Hoa Liên thì con vẽ tranh trừu tượng. Và cái tôi của mình nó quá lớn, con vẽ nghĩa là có lẽ là rất là khó hiểu, và chỉ có những người phương Tây mới hiểu được, chứ không phải là dễ gì mà hiểu. Nhưng mà sau khi con yêu Chúa, con biết Chúa rồi thì con thay đổi với là trong tâm của mình nó vô cùng tĩnh, nó vô cùng hoang lạc, nó nhiều tình yêu, và tự nhiên con nhìn thấy cả cái thế giới mà 60-50 năm mình sinh ra ở cuộc đời mình không nhìn thấy. Đấy là vẻ đẹp của tạo hóa, đất trời, thiên nhiên, phong cảnh, tia nắng, ánh nắng, mây, trời, hoa. Những cái đấy trước kia là con không cảm nhận, con chỉ cảm nhận trong tôi đang có bão tố, và tôi phải vẽ lên những cái cơn giông của đời mình ở trong kiểu trong cái những bức tranh của mình. Nhưng bây giờ tranh của con vô cùng dịu dàng, vô cùng trong vắt đi. Và khi con đứng lên đến Sapa thì con nghĩ này, cảm tạ Chúa, tại sao người lại sáng tạo ra được một cái vũ trụ đẹp đến như thế này, và con bảo đây chính là thiên đường. Và con thách thức mình, thưa Chúa,
con là con của người, và xưa nay thì con toàn vẽ tranh chiếu tượng thôi, con chưa bao giờ cảm nhận cái đẹp của Chúa tác tạo ra, chưa bao giờ chạm tới trái tim của con. Thì bây giờ con nhìn thấy như là một cái gì đó nó lung linh, nó đẹp, và con thách thức mình là Chúa hãy cho con làm được điều là ngợi ca vẻ đẹp của người. Con chỉ được đến thế thôi chứ con cũng chưa bằng anh Hùng Tuynh, tức là con vẽ được tranh thánh. Và con mong Chúa đến giờ này, con mong các cha cầu nguyện cho con, cũng như là con mong Chúa cho con được chạm cái tình yêu để cuộc đời con vẽ tranh thánh về Chúa, để ca ngợi Chúa, để những cái tác phẩm nghệ thuật của mình được đến với công chúng để ca ngợi Chúa. Nhưng mà trước tiên là con cũng cảm ơn Chúa là con đã nhìn thấy cái sự bình an, những cái nét đẹp vô cùng của tạo hóa sinh ra. Và con là người mà xưa nay chưa bao giờ dám vẽ mây, để bây giờ con vẽ mây, vẽ nắng, vẽ hoa, vẽ vũ trụ của người. Và con cũng xin chia sẻ cái nỗi lòng của mình. Tôi không có, tôi xem trong này đấy giờ tôi không thấy địa chỉ của chị. Tôi định nói về lúc cuối ngày hôm nay cơ, nhưng mà trên xe bảo tôi có nói gì không. Tôi bảo là trước hết thì cho phép tôi được kết bạn với các anh chị, mà trong này thì chị Minh Hiên chưa có địa chỉ, cho nên nhờ anh Huynh hôm nào vâng cho tôi được kết bạn. Con cũng xin lỗi các cha là cái năm nay con chưa tham gia được, vì là từ đầu năm đến giờ là con là cháu ngoại, mà cháu ngoại con bị ốm tim bẩm sinh, nên là con suốt những tháng đấy là con theo cháu ở trong bệnh viện, rồi là chồng con lại ốm, cho nên là con cũng xin phép anh Hùng Tuynh là để những cái năm sau, anh Hùng Quynh ấy, là đến năm sau thì con sẽ xin tham gia nghệ thuật. Chưa gì là có người đăng ký rồi nhá. Và cho phép tôi cũng đăng ký luôn, để sang năm cho tôi ra nhé. Vâng, bên cạnh những chia sẻ rất là tâm huyết của hai họa sĩ có đang ngồi tham dự cái buổi tọa đàm này, xin mời các họa sĩ còn lại, nếu ai có thể thì xin mời chúng ta chia sẻ những cái tâm tình, và biết đâu những cái tâm tình gợi mở đó là giúp cho chúng tôi hoặc là những anh chị em trong tâm đoàn có những cái nguồn động lực để chúng ta có thể có những cái sáng kiến khác tiếp theo ạ. Vâng, xin mời anh Phùng Huynh. Cho các bạn, và không chỉ cho tôi, cho các bạn, mà tôi nghĩ là bổ ích cho ngay cả những bà con, giáo dân, hoặc cả những công chúng yêu nghệ thuật, nhất là công chúng yêu nghệ thuật công giáo. Thế tôi chỉ nghĩ điều là cái mong muốn của tôi, thì nói thú thật là tôi vẽ tranh từ năm 10, tôi vẽ tranh thánh từ năm 13, 14 tuổi tôi đã vẽ tranh thánh rồi, và tôi cũng rất là thân thuộc với công việc này. Và đến bây giờ thì có lẽ là cơ hội để tôi cũng có thể bộc lộ được cái việc bao năm làm công tác nhà nước, rồi bao năm làm ngoại xã hội sáng tác. Bây giờ đến cũng có tuổi rồi thì cũng thấy được cái công việc này nó có lẽ mình bắt đầu cũng phải làm được cái công việc này, một cái việc gì đấy. Thì tôi nghĩ là nếu làm cái việc này thì khi mà nó hoàn thành thành công được, mà mời các bạn làm được, thì chúng ta có một cái tôi thấy có ý nghĩa là chúng ta đã, thứ nhất là đã đưa được cái nghệ thuật đến đối với công chúng. Ở đây chúng tôi là công chúng, kể cả các giáo dân và công chúng yêu nghệ thuật và công chúng ngoài xã hội, thì cái mỹ thuật này có thể sẽ là cái phổ cập, chúng ta đưa cái mỹ thuật, cái đẹp đến với họ, và cũng từ họ chúng ta được nâng lên ở cái chúng ta sẽ tìm ra cái giao lưu, cái liên đới giữa người làm nghệ thuật và công chúng nghệ thuật. Thế thì ở đây giữa tôi và các bạn, chắc là trong công giáo và công giáo thì chúng ta làm cái đẹp thì chắc có lẽ cũng không khác nhau bao nhiêu, và cũng không xa rời nhau lắm, bằng tình cảm, bằng cái nhìn, bằng tâm hồn. Thì tôi nghĩ là mong các bạn về ngoài công giáo hiểu rằng chúng ta là một cái đẹp nằm ở cái biết về mặt thẩm mỹ, thì xin các bạn, tức là chúng ta bất kể là làm việc về là tranh công giáo hay tranh xã hội,
thì chúng ta hướng tới một cái chân thiện mỹ, và mong các bạn giống như tôi cũng sẽ rất nhiệt thành tham gia những cái vấn đề khác ngoài xã hội, và cũng mong các bạn cũng tham gia cùng chúng tôi để rồi chúng ta cùng hướng tới một cái đẹp. Và đặc biệt mà tôi nghĩ là các bạn, tôi mong muốn các bạn cũng giống như tôi hướng tới một cái chân thiện mỹ, hướng tới Thiên Chúa đích thực. Mà như tôi cảm nhận rằng như bác Lưu nói, tôi có Chúa bên cạnh và tôi được nâng đỡ và tôi được làm những cái công việc như vậy, và bởi ơn trên như vậy thì thực ra đối với tôi cũng chẳng có cái khả năng gì nhiều lắm. Thế xin hết. Qua phát biểu của anh Hùng Khuynh thì tôi muốn chia sẻ tiếp cái ý tưởng của tiến sĩ Thông ạ. Thì Thông đã cho chúng ta trong vài phút ngắn ngủi đó, cho chúng ta thấy cái đóng góp rất là lớn lao của Công giáo cho cái nền văn hóa nói chung. Cái đó thì cho đến giờ phút này ai muốn xuyên tạc cái thế nào xuyên tạc cũng phải công nhận điều đó, từ chú cực ngữ cho đến các khoa học kỹ thuật văn hóa mọi cái. Rồi tiến sĩ Thông có kể đến những tên tuổi của một thời Gia Trí, Lê Văn Đệ, Trọng Nội và kể Nguyễn Thi Tâm là thế hệ tiếp sau nữa. Nhưng mà đó, cái mà tôi trân trọng và tôi chia sẻ như là anh họa sĩ vừa nói là nếu tôi nói quá lời thì tha cho tôi, thế hệ chúng ta sau này lại bất xứng với cha ông mình trong ngành nghệ thuật, đặc biệt nghệ thuật Công giáo. Chúng ta không tiếp nối được cả một cái lâu đài đồ sộ của Lê Văn Đệ, của Nguyễn Gia Trí, của Trọng Nội, của Nguyễn Thi Tâm. Đấy, cái điều mà chúng ta trân trọng với nhau như vậy, cho nên hôm nay tạ ơn Chúa để chúng ta được gặp nhau, và tôi nài xin Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, cha Linh Hướng và các anh chị chúng ta cứ khởi động, và để một lúc nào đó Bắc Lưu còn đến đây được, tôi còn đến đây được, chứ không còn đến đây được, chúng ta lại còn ngồi mà tâm sự với nhau, và cứ mỗi một ngày chắc chắn chúng ta gặp nhau thì chúng ta sẽ tài bồi cho nhau thôi, và có cơ hội để cùng nhau xây dựng cái đẹp chung, đóng góp vào cái gia sản nghệ thuật chung của xã hội, đặc biệt là của giới Công giáo. Và xin có cái chia sẻ nào nữa không ạ? Thưa quý vị, nếu như là không có cái chia sẻ nào khác hơn thì chúng tôi cũng nói lời cảm ơn rất là lớn lao và rất chân thành đối với các họa sĩ, những người đã đáp lại cái ấm thành tình của chúng tôi. Quý vị đã gửi các tác phẩm của mình tới để tham gia triển lãm trong suốt một tuần lễ vừa qua. Thưa anh chị em, là tại cái môi trường chúng tôi đây, về không gian để trưng bày thì không có rộng, nhưng mà là một nơi rất là hút người, có nghĩa là rất là nhiều người tới đây để thưởng lãm những tác phẩm của quý vị một cách trực tiếp qua những cái lần thăm viếng, nhưng còn là một cái sự lan tỏa rất là lớn qua các phương tiện truyền thông. Chúng ta biết là ngay những cuộc tọa đàm chúng ta đang diễn ra ở đây thì cũng đang trực tuyến trên các phương tiện truyền thông, cho nên đây là những cái cơ hội để nó có cái sức lan tỏa rất là rộng trên mọi cái phương tiện. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng chỉ trong một cái thời gian ngắn ngủi như cuộc tọa đàm này, hay là một cái thời gian suốt tuần lễ vừa qua, nó cũng sẽ đem lại một cái âm hưởng và nó đem lại một cái sự lan tỏa rộng khắp nơi. Cho nên là xin quý vị, chúng tôi rất chân thành cảm ơn sự hy sinh cũng như là sự đóng góp của quý vị trong thời gian vừa qua. Và để diễn tả cái tấm lòng quý mến của chúng tôi thì chúng tôi muốn gửi tới quý vị những cái chứng nhận như là một cái cơ hội để chúng ta nói với nhau về những cái đóng góp, về những cái chia sẻ mà chúng ta dành cho nhau trong tuần lễ vừa qua. Thì chúng tôi xin mời các anh đại diện sẽ xuống tên và xin chân vinh sư trao những cái chứng nhận này cho các họa sĩ tham gia triển lãm để chúng ta ghi nhận cái đóng góp của họ. Xin lời ban tổ chức triển lãm xin kính mời họa sĩ Nguyễn Phan Bách, nhân là giải chứng nhận.
Và xin mời chân thương Nhi Sơn trao bài chương trình cho họa sĩ hôm nay. Xin mời các bạn sĩ xe đỗ cử. Vâng, xin các vị cứ ở lại đây để chúng ta lát nữa chụp một tấm hình với Trà Vinh Sơn Phạm Trung Thành. À vâng. Xin mời họa sĩ Văn Thành. Và xin mời xin đỗ cử. Xin họa sĩ Văn Thành. Khách nhà nhận thấy gần đúng cạnh chút với sự tập trung với Phạm Sơn. Mời họa sĩ Lê Hải. Vâng, xin mời các họa sĩ nghe bị phát tên xin đây. Mời họa sĩ Bùi Lăng. Bùi Lăng chưa đến. Xin họa sĩ Xuân Lập. Mời họa sĩ Thạch Kinh. Mời họa sĩ Thanh Lâm. Xin mời họa sĩ Đinh Thị Nguyệt. Xin mời họa sĩ Nguyễn Quốc Hưng. Xin mời họa sĩ Thanh Nhi. Xin mời họa sĩ Hoàng Vũ Hoài và họa sĩ Hải Yến. Tiếp theo xin kính mời họa sĩ Hùng Vinh và họa sĩ nhà điêu khắc Vũ Phương Nghiệp. Anh Nhi. Chị Thanh Nhi. Anh Nhi không ra. Anh Nhi Sài Gòn cả. Vũ Hoài. Đại Yến. Thì là việc của Đại Yến. Anh sẽ biết liền. Vâng, xin mời các họa sĩ chúng ta đứng vào vị trí để chụp với Trà Vinh Sơn và xin các vị trong ban điều hành của tổng đoàn xin